Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhiều tin xấu đang dồn dập kéo đến với Kiev và không rõ là họ sẽ xoay sở cách nào để có thể duy trì được cuộc chiến này. Đặc biệt là khi hơn 2 năm trôi qua, thực tế đã chứng minh rằng họ không thể tự đứng trên đôi chân của mình để chống lại Nga và chúng ta sẽ cùng phân tích tin tức này trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Dấu hiệu bất thường của lữ đoàn 47, Ukraine liên tiếp thất bại. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân Nga đã tiến quân ở ba nơi. Thứ nhất là ở phía đông của Ivanovka gần Bakhmut, Nga tuyên bố kiểm soát được 80% ngôi làng này. Thứ hai, về phía tây bắc của làng Sepcheno theo hướng Vuleda. Thứ ba là gần Adipka, phía nam của Medici và phía tây của Oloka. Lực lượng Ukraine cũng đang tích cực phản công theo hướng này. Nó thể hiện qua việc điều động xe tăng Abram tới Medici và đã bị Nga tiêu diệt 4 chiếc. Được biết, lữ đoàn 47 của Ukraine được nhận loại thiết bị tối tân này của Mỹ. Vào hôm 10 tháng 3, truyền thông Ukraine đưa tin chỉ huy lữ đoàn thiện chiến này là Dmitry Ryumsin đã được thay thế bằng người kế nhiệm Yan Yassisin. Còn nhớ vào tháng 9 năm 2023, Lữ đoàn 47 được chỉ định làm mũi nhọn tấn công chính trong cuộc phản công mùa hè, nhưng mà họ đã thất bại. Chỉ huy Lữ đoàn Alexander Sack cũng đã bị thay thế bởi Alexander Pavly. Vào thời điểm mà Alexander Pavly nhận nhiệm vụ, Lữ đoàn 47 đã được điều động từ Zaporozhye tới Adipka, và sau đó thành phố này cũng thất thủ. Điều đáng nói đó là Lữ đoàn 47 được coi là một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất của lực lượng Ukraine. Vào mùa hè năm 2023, cả Kiev và phương Tây đều đặt kỳ vọng cao vào khả năng của đơn vị này. Họ sẽ nhanh chóng khoan thủng được tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporozhye. Do đó, lữ đoàn 47 đã được trang bị những loại thiết bị của phương Tây tốt nhất như là xe tăng Leopard, Challenger và xe chở quân Bradley. Những kỳ vọng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều. Ở Adipka, lần đầu tiên lữ đoàn 47 đã được trang bị xe tăng Abram, nhưng mà ngay cả như vậy thì mọi thứ dường như cũng không được xuân sẻ. Tổn thất nhân lực và trang thiết bị tăng nhanh với tốc độ chóng mặt do phải hứng chịu hỏa lực pháo binh, UAV và đặc biệt là bom dẫn đường FAB-1500 của Nga. The Guardian vào hôm 8 tháng 3 viết rằng Ukraine đang phải vật lộn để kìm chân quân Nga trong và xung quanh Marinka, cũng như khắp khu vực Donbas sau 2 năm chiến tranh toàn diện và cuộc phản công thất bại của Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Moscow đang bắt đầu hành động. Quân đội của họ đã chiếm được thành phố Adipka, quân tiếp viện của Nga đang chiếm thêm lãnh thổ từng ngôi làng tàn hoang. Bình sĩ Ukraine cũng thừa nhận người Nga có nhiều thứ hơn, xe tăng, pháo binh, nhân lực và máy bay. Điều dễ nhận thấy nhất ở Ukraine lúc này là các ngôi mộ mọc lên như nấm và các nghĩa trang mới được xây dựng nhiều hơn. Cảnh quay cho thấy, một năm trước tại Kharkov, nghĩa trang còn khá vắng vẻ. Nhưng mà một năm sau, đã có nhiều ngôi mộ mới mọc lên. Nó cho thấy có quá nhiều lính đã thiệt mạng trong chiến tranh. Trong bối cảnh chiến trường đầy bất lợi như vậy, chính quyền Kiev tiếp tục đón nhận thêm nhiều tin tức không mấy triển vọng cho tình hình của đất nước. Tin xấu dồn dập ập đến với Ukraine. Tin xấu đầu tiên chính là việc các đồng minh phương Tây tiếp tục thông báo rằng việc chuyển giao F-16 cho Ukraine sẽ không diễn ra vào tháng 7 này. Thêm nữa, theo New York Times vào hôm 11 tháng 3, Kiev chỉ có thể nhận được 6 trong số 45 chiếc máy bay chiến đấu mà đồng minh đã hứa. Đồng thời, phương Tây cũng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều không thể chắc chắn về thời gian điều động máy bay và số lượng của chúng. Họ cũng không chắc về việc có thể đào tạo phi công và nhân viên bảo dưỡng bản địa trong thời gian ngắn. Ngoài ra, New York Times còn nhấn mạnh một vấn đề khiến cho quá trình viện trợ F-16 liên tục bị trì hoãn là do các đường băng đã lỗi thời hoặc bị hư hỏng của Ukraine sẽ gây ra nhiều khó khăn cho việc cất và hạ cánh của F-16. Cần phải lưu ý là Ukraine đã từng được hứa sẽ có chiếc F-16 đầu tiên vào cuối năm 2023 và toàn bộ phi đội vào mùa xuân năm 2024. Nhưng mà thực tế, việc chuyển giao đều bị các đối tác phương Tây trì hoãn. Tin xấu thứ hai, đó là Ngoại trưởng Đức xác nhận Anh và Đức đang thảo luận về vòng luân chuyển vũ khí. Theo đề xuất giữa hai bên, tên lửa Storm Shadow từ kho dự trữ của Anh sẽ được gửi đến Ukraine và sau đó Đức sẽ bổ sung cho Anh các loại tên lửa Taurus của mình. Điều quan trọng là sự sắp xếp như vậy sẽ cho phép Đức gián tiếp hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine mà vẫn không vi phạm các làn danh đỏ do Thủ tướng Olaf Scholz đưa ra vì ông này vẫn kiên quyết phản đối việc chuyển giao Taurus cho Kiev. Truyền thông Ukraine hôm nay đưa tin Thủ tướng Đức tiếp tục bác bỏ khả năng trao đổi tên lửa tầm xa Taurus với Anh. Ông tuyên bố, về hệ thống vũ khí này, tôi tin rằng xét đến tác động và vị trí ứng dụng của nó, nó không thể được sử dụng nếu như không có sự kiểm soát và rằng sự tham gia của binh lính Đức không thể được biện minh ngay cả ở bên ngoài Ukraine. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi không làm như vậy. Tiền xấu thứ ba chính là việc Tổng thống Macron tiếp tục khoán chuyến thăm Kiev do bất đồng với các đồng minh về chính sách đối phó Nga. Politico cho biết, chuyến thăm đã bị trì hoãn nhiều lần và ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 2 trước khi bị đẩy lùi sang giữa tháng 3. Cho đến hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 3 thì Phủ Tổng thống Pháp lại cho biết chuyến thăm sẽ tiếp tục được lùi lại trong vài tuần tới. Nói một cách đơn giản, Tổng thống Pháp Macron không có gì trong tay để đem đến tặng cho Kiev. Do đó, tờ Politico dẫn lời một nhà ngoại giao Pháp giấu tên cho biết, thay vì vội vã tới Kiev, Tổng thống Macron muốn dành thời gian cần thiết để đàm phán với các đồng minh và mang tới cho Kiev một kết quả rõ ràng. Nhưng mà có một thực tế, đó là nhiệm vụ của ông không phải là giúp Ukraine mà là nghe lời giới tinh hòa theo chủ nghĩa toàn cầu. Tờ Politico viết rằng Tổng thống Macron đã tăng cường luận điệu chống Nga trong những tuần gần đây, khiến cho các đồng minh, đặc biệt là Đức, phải phẫn nộ. Nhưng nhìn sâu vào thực lực của Pháp thì hành động của ông ta dường như là không liên quan gì đến Ukraine hay là Nga, mà mọi thứ đều là do lợi ích của chính mình. Hiện tại, đối thủ chính trị của Macron là bà Marie Le Pen cùng với đảng cánh hữu của bà ấy càng ngày càng trở thành mối đe dọa đối với phe thiên tả đại diện là chính quyền Macron. Theo một cách nào đó, Tổng thống Macron chính là Joe Biden của Pháp. Một người theo đuổi chủ nghĩa tự do toàn cầu đang trong giai đoạn đánh mất quyền lực trước chủ nghĩa dân túy. Hiện giờ Macron hay là Biden cũng chỉ có thể có cách là tăng cường hỗ trợ các chính sách vốn đã thất bại của mình bởi vì họ đã quá muộn để có thể bắt kịp được làn sóng dân túy. Và tin xấu thứ tư đã dập tắt niềm hy vọng của Kiev là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày hôm qua bác bỏ đề xuất triển khai quân NATO tới Ukraine ông stoltenberg nói như sau nato không có kế hoạch gửi quân tới ukraine và nato không phải là bên tham gia cuộc xung đột mặc dù trên thực tế thì có khá nhiều chuyên gia lính đánh thuê nước ngoài đã có mặt tại thực địa để chống lại quân nga tuy nhiên tuyên bố công khai này của tổng thư ký nato ít nhiều đã gây thất vọng cho giới lãnh đạo kiev giới quan sát cũng không bỏ qua chi tiết là trang mạng tin tức liên bang mỹ federal news network đã báo cáo đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2025 của chính quyền Biden gửi tới quốc hội lại không có bất kỳ mục yêu cầu cụ thể nào về viện trợ cho Kiev. Trị giá của khoản ngân sách này là khoảng 895 tỷ USD. Như trang này lưu ý, năm nay là năm bầu cử tổng thống, cho nên yêu cầu ngân sách vào năm 2025 là đề xuất cuối cùng cho nhiệm kỳ đầu tiên của Biden. Nhưng cho đến nay thì quốc hội mới chỉ phê duyệt một nửa dự luật phân bổ ngân sách cho năm 2024. Cho nên, con đường đạt được thỏa thuận chi tiêu vào năm 2025 có thể vẫn chưa chắc chắn trong nhiều tháng tới. Nhận định này cho thấy rằng, Nhà Trắng không thể đảm bảo chuyển giao viện trợ quan trọng cho Ukraine do họ thiếu đi sự đồng thuận từ Quốc hội. Rõ ràng, Mỹ đang uể hoài với cuộc chiến khi mà các đảng viên đảng Cộng Hòa coi Trung Quốc mới là mối đe dọa cho Mỹ hơn là Nga. Vì vậy, cương lĩnh của Donald Trump khi tham gia tranh cử là muốn tập trung nguồn lực để củng cố lại nội lực nước Mỹ hơn là phiêu lưu chiến tranh đồng thời tập trung đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Tin xấu cuối cùng là CNN ngày hôm qua 11 tháng 3 đưa tin rằng ông Trump sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách không cho chính quyền Kiev thêm một đồng xu nào nếu ông quay trở lại nắm quyền vào tháng 11 tới. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hungary M1, Thủ tướng Viktor Orbán phát biểu rằng cựu Tổng thống Donald Trump là người có tầm nhìn rất rõ ràng rằng ông ấy sẽ không đưa một xu nào cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Đó là lý do tại sao chiến tranh sẽ kết thúc bởi vì rõ là Ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. CNN cũng viết, Oben là một trong số ít đồng minh còn sót lại của Tổng thống Putin ở châu Âu. Thực tế là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Hungary đã được truyền thông phương Tây nhắc đến từ lâu. Tờ DW của Đức viết như sau, Vladimir Putin của Nga và Viktor Orbán của Hungary có mối quan hệ rất đặc biệt. Cả hai đều là những người có chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ và không thích chủ nghĩa tự do toàn cầu phương Tây. Cũng giống như là mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ ba nhà lãnh đạo cánh hữu Netanyahu, Trump và Putin. Điểm chung giữa Open, Trump và Putin cũng chính là cả ba người đều đi theo chủ nghĩa bảo vệ truyền thống dân tộc và chống các quan điểm theo phe thiên tà tự do toàn cầu. Nên, không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Biden vào hôm 8 tháng 3 đã chỉ trích cuộc gặp mặt giữa Open và Trump tại bang Florida. Thủ tướng Hungary cũng thường xuyên bày tỏ hy vọng là Đảng Cộng hòa sẽ quay trở lại nắm quyền. Tổng thống Biden rất tức giận và liên tục chỉ trích Trump như sau. Các vị có biết hôm nay ông Open đã gặp ai ở dinh thự Mar-a-Lago hay không? Open của Hungary, người đã tuyên bố thẳng thắn rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang tìm kiếm chế độ độc tài. Tất nhiên, phe thiên tả luôn coi quan điểm của Trump giống như là Putin hay là Open là độc tài. Nhưng thực ra là họ là những người có đức tin, từ chối các quan điểm phi truyền thống tự do của phe thiên tả như là ủng hộ đồng tính luyến ái, nạo phá thai, mở cửa biên giới, hỗn loạn chủng tộc và kích động các điểm nóng chiến tranh. CNN vào hôm 11 tháng 3 còn dẫn lời các cựu cố vấn của Trump nói rằng cựu Tổng thống Mỹ luôn dành nhiều lời khen ngợi cho Putin. Họ tin rằng trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump sẽ mang lại sự thay đổi cơ bản trong tầm nhìn của Mỹ, bao gồm cả khả năng rút Mỹ ra khỏi NATO cắt giảm các cam kết của Mỹ với các liên minh quốc phòng khác. Với quan điểm như vậy, theo John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump cho biết, NATO sẽ gặp nguy hiểm thực sự nếu Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tất nhiên, làn sóng Trump dường như đang trỗi dậy và có vẻ như là chính quyền của Tổng thống Zelensky cũng rất lo lắng sẽ bị bỏ rơi khi mà các đối tác phương Tây đang gây áp lực lên Kyiv từ mọi phía. Một mặt Mỹ và EU giảm nguồn cung vũ khí cũng như cắt giảm nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Mặt khác, phương Tây hạ xếp hạng tín dụng của Kiev. Tờ Bloomberg vào hôm 9 tháng 3 viết, xếp hạng tín dụng của Ukraine đã bị S&P Global Rating hạ cấp. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này cho biết, việc tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài mới của Ukraine là hầu như không thể tránh khỏi. Tổ chức này đã hạ xếp hạng tín dụng của Ukraine hai bậc xuống CC. Như vậy, chỉ còn bị đánh hạ thêm hai bậc nữa thôi là họ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Ukraine phải đối mặt với khoản thanh toán trái phiếu trị giá 4,5 tỷ đô la trong năm nay, trong khi tiền viện trợ của Mỹ thì vẫn trèo lờ lực. Bằng cách này, dường như là chính quyền Kiev đang bị thúc ép hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình, đặc biệt là khi xem xét thực tế, tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây thời điểm này đều viết về tình hình nguy cấp ở trên mặt trận, đồng thời thảo luận về kịch bản Triều Tiên đối với Ukraine can đảm dương cờ trắng, nếu không, Ukraine sẽ tiến vào con đường tự diệt. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi Tổng thống Zelensky hãy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong một cuộc phỏng vấn được y âm trước đó với hãng tin RSI của Thụy Sĩ. Các đoạn trích vừa được xuất bản vào hôm 9 tháng 3, giáo hoàng đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng người mạnh mẽ nhất là người nhìn thấy được tình hình, nghĩ đến người dân và có lòng dũng cảm cầm cờ trắng, là người đàm phán. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, mọi việc không được suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán. Ông nói thêm rằng, can đảm không bao giờ là đầu hàng, mà là sự dũng cảm để không dẫn đất nước đến chỗ tự sát. Giáo hoàng kết luận rằng, bạn có thể xấu hổ, nhưng cuối cùng sẽ có bao nhiêu người chết. Hãy đàm phán kịp thời, tìm các nước đi để hòa giải. Tuyên bố này của giáo hoàng đưa ra ngay sau khi Ủy ban tình báo Ukraine cảnh báo về trường hợp xấu nhất theo quan điểm của họ, rằng Nga sẽ đạt được một bước đột phá quân sự qua ranh giới chiến tuyến chung với thời điểm mà Ukraine sụp đổ chính trị và tình hình còn nghiêm trọng hơn khi mà chính quyền Biden trong năm bầu cử có phần e dè trong việc ra các quyết sách. Tuy nhiên tình thế bế tắc này có thể biến đổi nếu như ông Zelensky chú ý đến những lời khuyên của giáo hoàng về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, ngay cả khi phải trả giá bằng việc nhượng lại lãnh thổ. Báo cáo của tờ Wall Street Journal hôm 1 tháng 3 đã gián tiếp chứng minh rằng Tổng thống Putin thực sự là người ủng hộ đàm phán và nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố Nga luôn mở ra cánh cửa đàm phán với Ukraine, trong khi Kiev thì ngược lại. Tại thời điểm này, một bên thứ ba trung lập như là giáo hoàng Francis hay là Ấn Độ đều có thể là nhân tố ngoại giao tích cực của tất cả các bên nhằm nối lại việc đàm phán, hoặc ít nhất là để hiểu xem mỗi bên sẵn sàng đi bao xa trong một số tình huống nhất định. Điều này không có nghĩa là Tổng thống Zelensky sẽ lắng nghe giáo hoàng Francis mà vẫy cờ trắng, nhưng đây sẽ là kịch bản tốt nhất cho tất cả các bên liên quan. Đặc biệt là khi mà Ukraine càng chân trừ thì họ sẽ càng mất thêm nhiều phần lãnh thổ. Việc đàm phán lúc này cũng có thể giúp Ukraine ngăn Nga quan tâm đến việc tấn công vào Kiev hoặc là Odessa, từ đó làm giảm căng thẳng và leo thang trong khu vực. Nhưng mà nhiều khả năng là Zelensky sẽ từ chối nối lại các cuộc đàm phán ngay cả khi tiền tuyến có sụp đổ, bởi vì ông hy vọng rằng sẽ có một liên minh quân sự của phương Tây sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn bước tiến của Nga. Nhưng mà đây cũng chỉ là cách tư duy đếm cua trong lỗ vì không có liên minh nào sẵn sàng đối đầu trực diện với Nga trong tình huống hiện nay. Tóm lại, việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình khó có thể xảy ra trong thời điểm hiện tại. Nhưng lời khuyên của giáo hoàng Francis gửi tới Ukraine là cực kỳ cần thiết trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Quân đoàn nổi dậy của Ukraine sập bẫy ở biên giới Nga Diễn biến chiến trường đang càng ngày càng trở nên bất lợi với Ukraine. Hôm nay, Kiev phủ nhận việc để mất ngôi làng Neveskoi gần Danes, trong khi ngày hôm qua thì Bộ Quốc phòng Nga xác nhận là đã chiếm được ngôi làng này. Kênh quân sự Deep State của Ukraine cũng phủ nhận việc để mất ngôi làng, nhưng mà tuyên bố rằng tình hình ở đây càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả tướng Sinsky cũng thừa nhận tình hình khó khăn dọc toàn bộ chiều dài của mặt trận, rằng Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, tập trung nỗ lực chính vào các khu vực định cư Teni, Ivanovka, Berichi, Tonenko, Vebove và Robotine. Không chỉ tại tiền tuyến, người Nga còn chọc sâu hơn vào hậu phương của kẻ thù. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video vào ngày 13 tháng 3 ghi lại cảnh ba trực thăng của Ukraine bị tấn công tại một bãi đáp ở khu vực Novo Pavlovka, nằm cách tiền tuyến 55 km thuộc vùng Danes. Hai trong số ba chiếc trực thăng này đã bị bắn trúng. Cách đây không lâu, Nga cũng đã phá hủy các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương Ukraine ở khoảng cách từ 40 đến 60 km Điều này cho thấy rằng các UAV trinh sát của Nga đã hoạt động mạnh phía sau tiền tuyến. Nó đã góp phần quan trọng gây ra vụ phá hủy hệ thống Patriots gần Krasnoamevsk. Tốc độ ra quyết định của lực lượng Nga cũng đã rút ngắn đáng kể, từ hàng tiếng đã giảm xuống chỉ còn vài phút. Quan sát kỹ đoạn phim thì có thể thấy, ban đầu 3 chiếc máy bay trực thăng này bị tấn công bằng một loạt bom chùm, nhưng một chiếc đã chạy thoát và sau đó đòn kết liễu đã tiêu diệt được hai chiếc trực thăng còn lại. UAV trinh sát của Nga sau đó tiếp tục theo dõi Ukraine cố gắng cứu số tên lửa chưa phát nổ từ những chiếc trực thăng bị bốc cháy. Họ vận chuyển chúng đến một nhà chứa máy bay gần đó và kết quả là Nga đã điều Su-34 thả bom FAP, kết liễu kho đạn tên lửa này của sân bay. Sự kiện nổi bật thứ hai chính là vụ đột kích của Nga tại hữu ngạn sông Dnipro gần đầu cầu Antonovsky. Đây có thể nói là một cuộc đổ bộ đầu tiên của Nga sau khi lực lượng nước này chiếm được tả ngạn Dnipro. Thống đốc Sado đưa tin, nhóm tấn công này bao gồm thủy quân lục chiến, lính dù cùng dân quân Nipper đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo vào ban đêm. Theo ông này, lực lượng Nga đã đổ bộ từ tàu thủy xuống chân cầu Atonovsky. Do bị bất ngờ cho nên quân phòng thủ Ukraine đã không kịp phản ứng, bị tiêu diệt lên tới 30 người. Phía Nga đã phá hủy một số vị trí của đối phương, trong đó có trung tâm điều khiển UAV và trạm tác chiến điện tử trạm quan sát, liên lạc và điểm tập trung nhân lực tạm thời. Kết thúc nhiệm vụ này, quân đội Nga đã rút lui an toàn về phía tả ngạn con sông mà không có bất kỳ một tổn thất nào. Về phía Ukraine, họ cũng xác nhận là đã có một cuộc tấn công ở khu vực cầu Atonovsky tại hữu ngạn, nhưng cho biết là quân đội Nga đã tổn thất đến một phần bốn nhân lực dưới hỏa lực của họ và buộc phải quay trở lại tả ngạn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cả hai phía Nga và Ukraine công bố video về vụ đột kích này, từ đó sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn về số lượng thương vong. Về phía Ukraine thì càng sát ngày bầu cử Nga, họ đang càng đẩy mạnh các cuộc tấn công trên bộ và trên không vào lãnh thổ Nga. Đêm qua, đã có thêm một số đợt tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu ở Ryanzanka thuộc vùng Kriki và ở vùng Rostov. Thống đốc vùng Rostov xác nhận là cuộc tấn công bằng UAV này đã bị tác chiến điện tử ngăn chặn, nhưng mà vẫn có một vụ nổ khiến nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động ngoài các nhà máy lọc dầu thì uav của ukraine còn tấn công căn cứ không quân ở butulinovka còn ở vùng begorov uav đã tấn công tòa nhà tổng cục an ninh liên bang nga vụ nổ làm hư hại mặt tiền và cửa sổ nhưng không có thương vong nào các vụ tấn công bằng uav đã là sự tiếp nối chuỗi tấn công ngày hôm qua trong bối cảnh chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống nga có một điểm cần phải lưu ý là hầu hết các uav này đều là loại có kích thước nhỏ nhỏ hơn so với UAV tự sát. Vì vậy, dù mang theo ít chất nổ hơn, nhưng chúng lại dễ dàng thoát khỏi hệ thống phòng không và rất khó bị bắn hạ. Điều này đã gây ra khó khăn cho Điện Kremlin trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng trải rộng khắp đất nước. Nhưng mà ngược lại, người Nga cũng có thể áp dụng kinh nghiệm tương tự của Ukraine, tăng cường sản xuất các loại UAV nhỏ, giá thành rẻ, và sau đó triển khai tấn công trên lãnh thổ Ukraine với số lượng lớn. Cuộc chiến trên không thì là như vậy. Nhưng mà cuộc chiến trên bộ của Ukraine lại đang biến thành trò cười cho công chúng của cả hai bên. Hôm nay, lực lượng chiến thuật hỗn hợp và nhóm đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine đã tuyên bố tấn công vào 5 ngôi làng ở vùng Begorov và Kursk của Nga. Tâm điểm mọi hoạt động quân sự của Ukraine được cho là diễn ra tại ngôi làng Tekino thuộc vùng Kursk. Ngày hôm qua, Ukraine cho biết họ đã chiếm được ngôi làng này, nhưng mà lại không đưa ra được bằng chứng nào đáng tin cậy Giới chuyên gia quân sự phương Tây đã chỉ ra một số bằng chứng cho thấy đoạn video mà binh sĩ Ukraine tuyên bố là được quay ở Tekino, thực chất là một ngôi làng ở vùng Sumy của Ukraine, nằm cách làng Tekino, bên kia biên giới không xa. Không những là chẳng thu được lợi ích gì trên mặt đất, Ukraine còn bị tổn thất nặng nề tại cửa khẩu biên giới Nekhotepka khi mà bị sập bẫy mai phục của Nga. Đoạn video này cho thấy, người Nga dường như đã đoán trước quân đội Ukraine sẽ vượt biên nên đã gài mìn quanh khu vực này. Cảnh quay cho thấy xe tăng Ukraine cán phải mìn và tòa nhà nơi các tay súng Ukraine ẩn nấp ngay lập tức bị máy bay Nga tấn công. Mọi diễn biến đều được UAV trình sát ghi lại và trạm kiểm soát biên giới này cuối cùng cũng đã bị chính người Nga phá hủy với tổn thất nặng nề cho Ukraine. Tổng thống Putin vào hôm 13 tháng 3 đã bình luận về cuộc giao tranh ở vùng biên giới Belgorod và Kursk. đồng thời kết nối các vụ tấn công này là đều liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Ông nói như sau. Tôi không nghi ngờ gì về mục tiêu chính của các cuộc tấn công này. Nếu như họ không làm gián đoạn được cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, thì ít nhất bằng cách nào đó họ muốn can thiệp vào tiến trình bỏ phiếu của người dân. Ông cũng nói rằng những gì đang xảy ra là một nỗ lực của Kiev để nhằm gây ra hiệu ứng truyền thông đánh lạc hướng trong bối cảnh quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường. Chiến dịch tuyên truyền của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine cũng đã biến thành một trò mua vui cho thiên hạ khi công bố các cảnh quay chứng minh họ đang trên đường tấn công mạnh mẽ vào sâu biên giới Nga. Nhưng mà thực chất chỉ là một nhóm phiến quân ít ỏi được trang bị vũ khí của phương Tây. Tất nhiên, những tuyên truyền kiểu như vậy càng ngày càng không thu được sự chú ý vì mọi diễn biến trên chiến trường đều đang khiến cho NATO tuyệt vọng. Tại sao Nga đánh bại cả NATO cũng như Ukraine? Mỗi ngày, tình hình ở mặt trận trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine họ không chỉ thiếu người mà còn thiếu trang thiết bị, đạn dược và còn các loại máy bay không người lái thì đang mất dần hiệu quả. Tổng tham mưu trưởng Anh, tướng Patrick Sander, đã thừa nhận điều này trong một hội nghị tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Hoa Kỳ ở California, rằng ít nhất 80% tổng số UAV của Ukraine được phóng vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Nga đã không trúng mục tiêu, do hệ thống tác chiến điện tử của Nga hoạt động hiệu quả. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà truyền thông châu Âu gần đây hé lộ lý do vì sao Thủ tướng Đức Scholz lại liên tục từ chối chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, ngay cả khi Quốc hội Đức đồng ý phê duyệt. Thậm chí, khi càng bị các nghị sĩ gây áp lực thì ông Scholz càng tỏ ra cường quyết hơn nữa. Thủ tướng Scholz thì vẫn lập luận rằng việc chuyển giao tên lửa Taurus sẽ buộc Đức phải triển khai binh sĩ tới Ukraine để hỗ trợ. Và đây là lần danh đỏ mà ông ấy không muốn vượt qua với tư cách là thủ tướng. Nhưng mà có khá nhiều nguyên nhân để lý giải động cơ thực sự phía sau của lựa chọn này của Thủ tướng Đức. Tờ Eurectip dẫn nguồn tin từ Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Đức Alexander Müller nói rằng ông đã nhận được thông tin bí mật về một vài điều không thể thảo luận công khai, những điều đã khiến cho Thủ tướng do dự. Tất nhiên là vị tướng Đức này không thể tiết lộ, nhưng truyền thông Đức suy đoán rằng nguyên nhân có thể là do Thủ tướng Stolz lo ngại Nga sẽ thắng trong cuộc chiến Ukraine và Đức cũng sẽ cần tên lửa Taurus để ngăn chặn Nga mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài biên giới Ukraine. Tại Mỹ, chính quyền của ông Biden cũng lo ngại về triển vọng Nga chiếm ưu thế trên chiến trường và Ukraine khó có thể lật ngược được tình thế. Những diễn biến xung quanh việc từ chức của chính trị gia diều hầu Victoria Nuland càng ngày càng được mổ xẻ nhiều hơn, cho thấy dự án Ukraine của phe thiên tả đang đi đến hồi kết. Có một câu hỏi khiến cho công chúng Mỹ phải thắc mắc, đó là Victoria Nuland tự nguyện hay là bị ép phải từ chức? Ở cương vị là thứ trưởng ngoại giao phụ trách vấn đề chính trị, bà này đã tới Kiev nhiều lần, và lần gần đây nhất là vào cuối tháng 2. Thậm chí, khi trả lời phỏng vấn CNN thì bà này vẫn còn mạnh miệng tuyên bố là sẽ thắt dây thòng lọng cho Putin. Vậy mà bà ta lại xin từ chức ngay sau đó. Điều đó cho thấy rằng chính quyền của ông Biden đã tạm thời phớt lờ các tuyên bố hiếu chiến kiểu này và đang di chuyển các nguồn lực quân sự sang cho Israel và các đồng minh tại châu á để đối phó với trung quốc thay vì phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của ukraine bà nuland đã quyết định thoát khỏi mớ bỏng bong chính sách đối ngoại của chính quyền biden là một chính trị gia lọc lõi ở washington victoria nuland thừa hiểu kiểu kết cục của trò chơi đổ lỗi phe thiên tả sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai lầm và họ có kỹ năng để tạo ra một câu chuyện nhằm đổ lỗi cho đảng cộng hòa đặc biệt là trump vì đã cản trở cơ hội chiến thắng của ukraine Kính thưa quý vị, một trong những điểm nổi bật trên chiến trường Ukraine trong vài tuần qua là việc người Nga đã tận dụng bom lượn FAP để tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng trên tuyến phòng thủ của Ukraine. Sự kết hợp giữa bom lượn và máy bay không người lái là một phần của chiến dịch phối hợp rộng lớn hơn đã đẩy Ukraine phải lùi dần về phía sông Dnipro. Ưu điểm chính của loại bom FAP này là không cần phải xâm nhập vào khu vực hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine những quả bom này có thể bay lượn trên không 50 đến 70 km và nhắm mục tiêu chính xác. Hiệu quả của việc sử dụng loại bom này đã được thể hiện rõ ở Bakhmut, Adipka, Kherson và Vuhledar. Phía Ukraine cho rằng những quả bom FAP đang tấn công toàn bộ các vị trí kiên cố và gây thiệt hại nặng nề cho binh sĩ. Mới đây nhất chính là vụ tiêu diệt nhóm đặc nhiệm của tình báo quốc phòng Ukraine xâm nhập qua cửa khẩu biên giới của Neskovtepka mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên. Nhóm này đầu tiên đã vấp phải hỏa lực súng cối nên đã phải ẩn náu trong một tòa nhà. Nhưng mà thật là không may, mọi hoạt động của họ đều bị giám sát và tiêm kích Nga đã được điều tới để thả một quả bom FAP-250 có sức công phá mạnh xuống vị trí của họ. Bom FAP có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu quan trọng khác. Ví dụ, nó đã phá hủy nhiều hệ thống phòng không S-300, hệ thống phòng không Thor và Gepard của Đức tại Kherson. Thực tế là việc Nga sử dụng bom FAP ồ ạt vào các vị trí của lực lượng Ukraine đã khiến cho bộ tổng tham mưu nước này phải kéo các hệ thống S-300, Patriot, Nassim-S và Buk đến gần với tiền tuyến hơn nhằm đẩy lùi máy bay Nga. Và chính nhờ đó, các UAV như là Lancet, Geranium có cơ hội để phát huy tác dụng của mình. Kết quả là Nga đã phá hủy thành công các hệ thống phòng không ít ỏi của Ukraine, bao gồm cả hệ thống HIMARS và Patriot. Việc Ukraine thiếu đi các hệ thống phòng không này có nghĩa là Nga có thể sử dụng bầy UAV của mình để tấn công các mục tiêu quan trọng và tiết kiệm được kho tên lửa siêu thanh của mình. Bộ Tổng tham mưu Nga đang lên kế hoạch cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai, trong trường hợp phải đối đầu với lực lượng NATO, và khi đó Nga sẽ cần một lượng vũ khí siêu thanh dồi dào để áp đảo và đánh bại các cuộc tấn công của NATO. Tổng thống Putin ngầm ủng hộ phương Tây chia cắt Ukraine Tổng thống Ba Lan Duda và Thủ tướng Tusk đã có một cuộc gặp với Tổng thống Biden ở Washington để kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan gia nhập NATO. Thời điểm này thì chính phủ Ba Lan đã gạt bỏ mâu thuẫn nội bộ để cùng nhau tới Mỹ vận động chính quyền Biden thúc đẩy viện trợ cho Ukraine. Tờ Politico vào hôm 12 tháng 3 mô tả đây là dấu hiệu độc đáo của sự thống nhất chính trị. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Zizatek gần đây đã có quan điểm trái ngược với Ngoại trưởng nước này Sikorsky. Ông ta ngầm ủng hộ đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về việc để cho nato có khả năng đưa quân vào ukraine tổng thống putin đã đưa ra cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nga ngay sau cuộc gặp mặt của các nhà lãnh đạo mỹ và ba lan ông ấy nói như sau giả sử nếu như quân đội ba lan tiến vào lãnh thổ ukraine để bảo vệ biên giới ukraine belarus hoặc ở một nơi nào khác nhằm giải phóng lực lượng quân đội ukraine tham gia chiến sự trên chiến tuyến thì tôi nghĩ là quân đội ba lan sẽ không bao giờ rời đi bởi vì họ sẽ muốn ở lại vùng đất mà họ coi là về mặt lịch sử thuộc về họ, vốn đã bị Stalin lấy đi và chuyển giao cho Ukraine. Tất nhiên là họ muốn ở lại, và nếu như quân đội Ba Lan tiến vào đó, họ sẽ khó có thể rời đi. Tuyên bố của Tổng thống Putin cũng là phản ánh chính xác những diễn biến đã xảy ra trước đó, khi mà Ba Lan công khai thúc đẩy dự án địa chính trị nhằm khôi phục khối thịnh vượng chung với Ukraine. Về phía Ukraine, họ cũng xác nhận là đã thảo luận về khả năng thành lập một liên minh của Ukraine và Ba Lan giống như là một loại khối thịnh vượng chung mới. Việc tổng thống Zelensky tái khẳng định ý tưởng chung nhằm xóa bỏ đường biên giới giữa hai nước đã củng cố thêm sự tin cậy cho đánh giá này. Tuy nhiên, mọi tính toán chiến lược đã thay đổi mạnh mẽ sau chiến thắng của Nga ở Adipka, khiến cho phương Tây lo ngại là Nga có thể đạt được bước đột phá, vượt qua ranh giới chiến tuyến vào khoảng cuối năm nay. Nó đã khiến cho tổng thống Macron phải nghĩ đến việc đưa quân vào Ukraine nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Kiev. Hầu hết các nước phương Tây đều chỉ trích đề xuất của Tổng thống Macron, ngoại trừ các nước vùng Baltic và Ba Lan. Nhưng mà Thủ tướng Ba Lan cũng từng tuyên bố nước này không có kế hoạch đưa quân sang Ukraine. Có nghĩa là chính quyền của Ba Lan cũng lo ngại có thể bị NATO bỏ rơi nếu như quân đội của họ phải đối đầu trực tiếp với Nga. Do đó, Ba Lan cần phải có được sự chấp thuận của Mỹ. Nỗi sợ Nga cũng là lý do khiến cho Tổng thống Duda theo cánh hữu và Thủ tướng Tusk theo cánh tả có thể cùng thống nhất quan điểm với nhau về việc ngăn chặn Nga nếu như tiền tuyến Ukraine sụp đổ trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc tái hợp của vùng đất miền Tây Ukraine mà Ba Lan đã bị mất sau Thế chiến thứ hai cũng có thể là không khả thi bởi vì lý do kinh tế và xã hội cũng như thiếu sự ủng hộ của công chúng. Vậy thì vì sao dân chúng Ba Lan lại không ủng hộ việc sát nhập này? Trước hết là vì nền kinh tế Ba Lan đã chậm lại đáng kể vào năm ngoái. Và cuộc thăm dò mới đây vào hồi cuối tháng 2 của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu cho thấy 40% người Ba Lan coi Ukraine là mối đe dọa. Tỷ lệ này là cao nhất trong số 12 quốc gia châu Âu. Thậm chí là nó còn cao hơn cả Hungary, vốn là một quốc gia có quan điểm thân Nga. Việc hợp nhất các tỉnh Lviv, ivano frankivsk Ternopil, Volyn và Rivne ở miền Tây Ukraine ngày nay cũng sẽ đưa hơn 6 triệu người Ukraine gia nhập vào quốc tịch của Ba Lan. Ở một đất nước chỉ có hơn 37 triệu dân, thì việc sát nhập này sẽ khiến dân số Ba Lan tăng lên trở thành 43 triệu người. Và người nộp thuế Ba Lan sẽ phải gồng gánh các khoản an sinh xã hội mà người Ukraine ở miền Tây đương nhiên được hưởng. Do đó, dễ hiểu là tại sao mà dân chúng Ba Lan lại không muốn sát nhập và 40% trong số họ đã coi người Ukraine là một mối đe dọa. Chưa kể đến là nông dân Ba Lan đã phong tỏa biên giới để ngăn chặn dòng nông sản giá rẻ của Ukraine tràn vào, phá hủy sinh kế của mình. Vì lý do đó, khó có khả năng chính quyền Ba Lan sẽ thực hiện được tham vọng sát nhập miền Tây Ukraine. Nhưng mà họ vẫn muốn quân đội phải hiện diện tại đó như những gì mà Tổng thống Putin từng cảnh báo. Đó cũng có thể là lý do mà Tổng thống Duda và Thủ tướng Tusk tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc gặp với Tổng thống Biden hôm 12 tháng 3. Thêm một vài lưu ý nữa là, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 13 tháng 3, Tổng thống Putin đã cảnh báo đất nước của ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu như sự tồn tại của nước Nga bị đe dọa cảnh báo mới là để đáp trả kế hoạch gửi quân của NATO đến Ukraine. Ông Putin cho biết rằng Mỹ nên hiểu nếu như triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine thì Nga sẽ coi hành động này là một sự can thiệp. Mặc dù không có điều nào cho thấy sự thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga, nhưng tuyên bố này của ông Putin chứng tỏ rằng Điện Kremlin đang rất chú ý tới các mối đe dọa từ NATO trong số những đoạn trích thú vị trong cuộc phỏng vấn là sự so sánh của tổng thống putin về kho vũ khí hạt nhân chiến lược và sự tiến bộ của nga trước mỹ bộ ba hạt nhân của chúng tôi được phóng từ đất liền trên biển và trên không hiện tại hiện đại hơn bất kỳ bộ ba nào khác chỉ có chúng tôi và người mỹ mới thực sự có những bộ ba như vậy và chúng tôi đã tiến bộ hơn nhiều mỹ bài phát biểu của ông putin còn nhấn mạnh một số điểm chính sau nga sẵn sàng đàm phán hòa bình về ukraine nhưng chỉ khi phương Tây tính đến tình hình thực địa. Thứ hai, sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine sẽ không làm thay đổi được tình hình chiến trường. Ông Putin đã gọi những người Mỹ thiên tả theo chủ nghĩa can thiệp sẽ phải nhận hậu quả nếu leo thang tấn công vào lãnh thổ Nga. Về phía Ba Lan, theo Tổng thống Putin cảnh báo thì nước này sẽ tiến vào phía Tây Ukraine để giúp Ukraine và quân đội Ba Lan sẽ không rời đi. Với những tuyên bố này thì có vẻ như ông Putin sẵn sàng nhường phía Tây Ukraine cho người Ba Lan. Nhưng tình huống như vậy sẽ dẫn đến việc Ukraine cũng phải trả các vùng lãnh thổ mà các quốc gia khác đã bị lấy đi sau Thế chiến thứ hai, bao gồm cả Hungary và Đức. Như vậy thì có thể thấy là Ukraine có nguy cơ bị chia năm xẻ bảy trong thời gian tới nếu như nước này đầu hàng. Báo cáo của Quốc phòng Pháp vận mệnh Ukraine đã hết. Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết rằng tình hình ở mặt trận đã tốt hơn so với 3 tháng vừa qua. Theo ông, thì lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga ở phía đông và đối phương đang chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ lại vừa báo cáo thêm một số bước tiến của Nga trên mặt trận trong vòng 24 giờ qua. Cụ thể là ở phía đông Tenov từ Kremenaya, phía bắc Yogyevka, Bobeda, Novo Mikhailovka, phía đông nam làng Shevchenko gần Vuleda và phía đông nam chevoni Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cũng thông báo đã chiếm được làng Neveskoy nằm gần Danes, bên sườn của Adipka. Ngôi làng này là cứ điểm quan trọng nằm trên ngọn đồi giữa Pevomayovsky và Krasnogorovka. Khi đã chiếm được nó, Nga sẽ dễ dàng tấn công và thôn tính hai ngôi làng lân cận này. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã phá hủy hệ thống HIMARS thứ hai. Ukraine tổn thất tổng cộng 965 binh sĩ cùng nhiều thiết bị tối tần khác. Như vậy, các bằng chứng cho thấy lợi thế trên chiến trường hoàn toàn nghiêng về phía Nga. Chúng ta cũng đã biết, trong những ngày gần đây thì Tổng thống Pháp Macron liên tục thúc đẩy sự tham gia của quân đội nước ngoài ở Ukraine. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Macron lại đột nhiên đưa ra điều này? Ngoài việc nội bộ nước Pháp đang xáo trộn với sự nổi lên của lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen phản đối chiến tranh, thì loạt báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Pháp có thể đã khiến cho phe thiên tả của Pháp phải đứng ngồi không yên. Tạp chí Mariana của Pháp vào hôm 7 tháng 3 đã đăng bài viết có tiêu đề là Chiến tranh ở Ukraine từ thận trọng đến hoảng loạn, đến lượt Macron che giấu điều gì. Bài báo trích dẫn các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tình hình Ukraine cực kỳ ảm đạm và một chiến thắng quân sự cho Ukraine bây giờ dường như là không thể. Tờ này viết rằng cuộc phản công của Ukraine đã bị xa lầy trong bùn và máu và không mang lại bất kỳ một lợi ích chiến lược nào trong khi đó, các nhà hoạch định NATO đã không tính đến tinh thần phòng thủ của Nga, tức là ý chí bám trụ của người lính Nga trên địa hình. Tạp chí Mariana cũng nhấn mạnh sự thiếu sót trong công tác đào tạo binh sĩ và sĩ quan Ukraine khi mà những tân binh chỉ được huấn luyện không quá 3 tuần và phải lao ra chiến trường để tấn công vào tuyến phòng ngự đã được cho là bất khả xâm phạm của Nga. Ngược lại, phía Nga lại huấn luyện tốt lực lượng dự bị của mình với mục tiêu là chiến đấu lâu dài. Báo cáo của Bộ Quốc phòng nói rằng Moscow tăng viện cho các binh sĩ trước khi họ kiệt sức và luôn có lực lượng dự bị để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Điều này là khác xa với quan điểm phổ biến ở phương Tây rằng Nga gửi quân đi mà không màng đến số phận của họ. Cuối cùng, Bộ Quốc phòng Pháp kết luận Bộ Tổng tham mưu Ukraine không có lực lượng bộ binh đủ lớn để có thể ngăn chặn đà tấn công của Nga. Đồng thời, cảnh báo thất bại của Ukraine ở Adipka cho thấy Mặc dù đã triển khai khẩn cấp lữ đoàn tinh nhuệ số 3, Kiev vẫn không thể cứu vãn được mặt trận đang sụp đổ. Do đó, lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến đấu, tấn công, gặm nhấm chậm rãi trên toàn bộ chiến tuyến như hiện nay. Có một thực tế đó là phương Tây có xu hướng đánh giá thấp người Nga, vốn là những người theo đuổi học thuyết quân sự Maskirovka, hay còn gọi là sự lừa dối của quân Nga. Trong đó, người Nga tỏ ra yếu đuối nhưng mà thực chất là họ đang rất mạnh mẽ. Sau 2 năm chiến tranh, các lực lượng Nga đã thể hiện khả năng phát triển thích nghi với mọi hoàn cảnh chiến trường, đồng thời cho phép họ tiến hành cuộc chiến tranh cường độ chậm và kéo dài tiêu hao liên tục quân đội Ukraine. Trong bối cảnh đó, thì tinh thần binh sĩ Ukraine lại là một trở ngại cho tham vọng của Tổng thống Zelensky và đồng minh phương Tây. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Zelensky, được binh sĩ Ukraine gọi là gã đổ tề. Người ta lo ngại phong cách hung hãn của ông này sẽ dẫn đến tổn thất lớn cho quân đội Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico hôm 9 tháng 3, một người lính giấu tên đã cảnh báo về tướng Sinsky rằng ông ấy sẽ giết chết tất cả chúng tôi. Quân đội Ukraine luôn cho rằng tướng Sinsky sẵn sàng đưa lính của mình vào tình thế nguy hiểm để đạt được mục tiêu. Trong khi đó, cựu tổng tư lệnh của họ, tướng Valery Zaluzny lại luôn được quân đội yêu mến vì đặt sự an toàn của binh sĩ là ưu tiên hàng đầu. Một sĩ quan đang trên X rằng ngay cả cái tên Sinsky cũng đang làm mất tinh thần binh sĩ và làm suy yếu niềm tin vào cấp chỉ huy nói chung. Việc theo đuổi không ngừng các mục tiêu nhỏ đã làm cạn kiệt nguồn nhân lực quý giá của chúng ta, trong khi chỉ đạt được những tiến bộ tối thiểu về mặt chiến thuật. Như vậy, với tất cả những dữ kiện trên, phần nào đã khiến cho tâm trạng của giới lãnh đạo phương Tây đang trở nên phiền não và điên cuồng. NATO điên cuồng. Sau khi Tổng thống Macron châm ngòi cơn bão tranh cãi bằng những tuyên bố điều quân tới hỗ trợ Ukraine, ông này tiếp tục tung ra tuyên bố gây chấn động hơn bằng cách nói rằng Pháp có thể buộc phải đưa quân can thiệp nếu như Nga bắt đầu tiếp cận Odessa hoặc Kiev. Yep. Tuyên bố này của Tổng thống Pháp một lần nữa khẳng định rằng NATO sẽ vạch ra ranh giới đỏ với Nga tại Odessa và sẽ can thiệp nếu như Nga tiến thêm để chiếm thành phố cảng chiến lược này. Hiện tại thì giới lãnh đạo châu Âu cũng đang cảm thấy Mỹ đã bỏ rơi họ đẩy họ vào tình thế khó khăn phải đơn phương chống lại Nga. Cần phải lưu ý là Mỹ nắm giữ hầu hết các quân bài về nguồn cung cấp và tài trợ quan trọng cho Ukraine. Nếu không có các khoản hỗ trợ lớn của Mỹ, Ukraine sẽ sụp đổ. Thực tế này đã được trích dẫn cụ thể trong bài báo mới của AP hôm 9 tháng 3 như sau. Vấn đề gửi lực lượng châu Âu đến giúp đỡ Ukraine chưa bao giờ là vấn đề bị bác bỏ. Nó luôn có khả năng xảy ra. Trên thực tế, nó đã trở nên hợp lý hơn khi Mỹ lùi bước và rút viện trợ châu Âu hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc khoanh tay nhìn Ukraine có khả năng cạn kiệt tạn dược hoặc can thiệp và giúp đỡ Ukraine một cách trực tiếp hơn. Trong trường hợp này, Tổng thống Macron dường như nuôi giấc mộng trở thành quốc gia dẫn đầu châu Âu tiến hành một chiến dịch đổ quân táo bạo vào Ukraine. Tờ Politico hôm 8 tháng 3 viết rằng quân đội Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao chống lại kẻ thù có hỏa lực sánh ngang với họ. Đây là một sự thay đổi lớn đối với một quân đội đã trải qua nhiều thập kỷ chiến đấu chống lại các chiến dịch chống nổi dậy ở những nơi như là Mali và Afghanistan. Ở một mức độ nào đó, kế hoạch của Pháp tất nhiên là giành được sự chấp thuận từ các quốc gia vùng Baltic, đặc biệt là Ba Lan. Thậm chí, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorsky còn khẳng định rằng quân đội NATO dù sao cũng đã có mặt ở Ukraine. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là NATO sẽ triển khai quân đội tới Ukraine để đối đầu trực tiếp với Nga. NATO sẽ tạo ra một vùng đệm ở biên giới Ukraine, Belarus và xung quanh Kiev. Nhiều khả năng là các thành viên của NATO như Ba Lan, Romania và Bulgaria sẽ triển khai quân dọc biên giới phía tây bắc của Ukraine, giáp với Belarus và gần Odessa để bảo vệ các cảng biển này. Ngoài ra, NATO dự kiến sẽ triển khai một đội quân trên lãnh thổ Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan nhằm phân tán lực lượng và thiết bị của quân đội Nga ở sườn phía đông. Có thể động thái điều quân này của nato là nhằm nỗ lực tạo ra một kịch bản triều tiên đối với nga nếu như nga từ chối mọi thỏa thuận ngừng bắn mặc dù khả năng nato thực hiện hành động như vậy là không cao nhưng nếu như nó diễn ra thì nga cũng sẽ không thể làm gì để ngăn chặn tất nhiên nga sẽ không tấn công trước bằng cách phóng tên lửa đầu đạn hạt nhân nhắm vào các thủ đô châu âu hay là các mục tiêu của nato vì sao bởi vì về mặt lý thuyết việc nato điều quân tới ukraine hay là ba lan chưa hẳn là bất hợp pháp hoặc là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Suy cho cùng, nếu như NATO không tấn công Nga trước, thì việc quân đội NATO triển khai quân qua lãnh thổ của Ba Lan với sự cho phép hoàn toàn từ chính quyền Kiev là hoàn toàn hợp pháp. Đó cũng là lý do vì sao mà Mỹ không thể làm gì trước việc lực lượng Nga đã quấy rối quân đội Mỹ ở Syria. Nhưng mà tất nhiên, việc điều quân tới Ukraine cũng sẽ mang lại rủi ro lớn về mặt chính trị đối với NATO. Nhiều khả năng, đây sẽ chỉ là một trò dung cây dọa khỉ Nói chính xác hơn là một trò chơi tâm lý chiến nhằm khiến cho Nga dao động trước các quyết định của chính họ. Thực tế, các hành động và tuyên bố gần đây của họ cũng là nhằm theo đuổi mục đích này. Đầu tiên là Tổng thư ký NATO Stoltenberg hôm 12 tháng 3 đã bác bỏ lời kêu gọi hòa đàm của giáo hoàng Francis và nói rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột là trang bị vũ khí cho Kiev. Thứ hai là về phía Ukraine, Ngày hôm qua, họ đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào sâu lãnh thổ Nga nhằm vào nhiều mục tiêu ở Moscow, Saint Petersburg, Begorov, Kursk, Bryansk, Tula, Voronezh, Rostov, Orion, Nizhny Novgorod. Riêng ở vùng Orion, một kho dầu đã bốc cháy, còn ở vùng Nizhny Novgorod, một nhà máy lọc dầu lớn thuộc sở hữu của tập đoàn Lukoil đã bị trúng đạn. Song song với cuộc tấn công ở trên không, một chiến dịch trên bộ đã diễn ra trong đó các đơn vị chiến đấu của Ukraine đã đột nhập vào lãnh thổ Nga ở vùng Begorod và Kursk. Nhưng mà các cuộc tấn công này đều kết thúc bằng tổn thất lớn về nhiều thiết bị và hơn 100 quân nhân Ukraine. Tất nhiên, các cuộc tấn công định kỳ của Ukraine vào cơ sở hạ tầng chẳng hạn như là nhà máy lọc dầu ít nhiều cũng đã gây tổn thất cho phía Nga, nhưng mà nó không thể hạ gục nền kinh tế của họ. Nó cũng giống như là việc người Nga đã thường xuyên pháo kích tấn công tên lửa trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong hơn 2 năm qua, nhưng mà nó không dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của nền kinh tế và hậu phương Ukraine. Hơn thế nữa, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine lúc này chỉ ở quy mô nhỏ. Tương tự, các cuộc không kích của Ukraine vào vùng Belgorod hồi năm ngoái cũng rất giới hạn và nhanh chóng bị dập tắt, chủ yếu là chỉ mang lại tác dụng tuyên truyền cho chính quyền Kiev và không ảnh hưởng đến tình hình chung ở mặt trận. Một điều cần phải lưu ý đó là chuỗi tấn công liên hoàn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga vào đêm qua và dạng sáng nay đều diễn ra sát với thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 15 đến 17 tháng 3. Do đó, chính quyền Kiev đã cố tình chọn thời điểm nhạy cảm này để nâng cao tinh thần dân chúng đang suy giảm ở trong nước. Đồng thời, cuộc tấn công này cũng là để nhằm chứng minh với phương Tây rằng Kiev có thể tấn công Nga, khiến công chúng Nga sợ hãi, bất mãn với chính quyền hiện tại, đã không thể bảo vệ được các thành phố khỏi những cuộc tấn công từ Ukraine, từ đó làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Putin. Nhiều khả năng trong vài ngày còn lại trước cuộc bầu cử Tổng thống thì Kiev sẽ tiếp tục tiến hành các đợt không kích vào lãnh thổ Nga. Có điều, trái với toan tính của chính quyền Zelensky, Điện Kremlin có thể biến các cuộc tấn công của Ukraine thành lợi thế để cổ vũ tinh thần người dân Nga. Nó sẽ càng khiến cho họ quay sang bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Putin, cũng như là giới lãnh đạo của họ mạnh tay hơn trong các hành động quân sự. Rõ ràng, chu kỳ leo thang giữa Kiev và NATO đã phản ánh thực tế bê bết tại chiến trường Ukraine. Gần đây nhất, NATO tuyên bố sẵn sàng triển khai 300.000 quân tới Ba Lan trong trường hợp nước này xảy ra chiến tranh với Nga. Những tuyên bố kiểu như vậy đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng mà vẫn không có bất kỳ một tuyên bố nào trở thành hiện thực. Bởi vì mọi kế hoạch điều quân của NATO trên thực tế sẽ đòi hỏi sự nhất trí phối hợp, giám sát chặt chẽ của các thành viên trong khối cũng như cần có kinh phí để duy trì một lực lượng đồng đảo. Có thể nói rằng, NATO càng ngày càng yếu đi theo từng năm với việc liên tục cắt giảm mạnh quân số. Và nếu như cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử, nhiều khả năng Mỹ sẽ rời khỏi NATO. Cuối cùng, liên minh quân sự này phải đối diện với nguy cơ giải thể. Thực tế, NATO chính là công cụ của phe theo chủ nghĩa toàn cầu nhằm kích động chiến tranh để trục lợi. NATO làm gì để cứu vớt Ukraine vào giờ phút cuối? Vào hôm 8 tháng 3, Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và gặp gỡ ông Erdogan. Giới quan sát phỏng đoán rằng rất có thể nhà lãnh đạo Ukraine đang đàm phán bí mật về việc giải quyết xung đột với bên trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ. Họ lập luận như vậy là dựa trên bằng chứng gần đây, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh giải ngũ một phần lính nghĩa vụ quân sự. Sắc lệnh này cho thấy những binh sĩ được huy động trong thời gian đầu có thể được đưa vào lực lượng dự bị và sẽ không bị tái huy động trong vòng 12 tháng điều đó có nghĩa là các binh sĩ được luân chuyển và có thời gian nghỉ ngơi trong khoảng một năm một số người cho rằng động thái này cho thấy chính quyền kiev có thể muốn kết thúc chiến tranh nhưng mà một số khác chỉ ra rằng đó chỉ là một biện pháp đối phó của ông zelensky nhằm làm dịu đi cơn giận dữ trong dân chúng về dự luật huy động toàn xã hội đối với tin đồn về các cuộc đàm phán bí mật ở thổ nhĩ kỳ tổng thống zelensky đã bác bỏ hoàn toàn bất kỳ các thỏa thuận hòa bình nào với nga đặc biệt sau khi giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine nên can đảm dương cờ trắng để cứu vãn tình thế đất nước trước khi quá muộn. Lời kêu gọi này của giáo hoàng cũng đã phản ánh tình hình thực tế vô cùng bi đát xoay quanh Ukraine. Việc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland từ chức và người thay thế bà ta John Bass là một nhân vật được cho là đã chỉ đạo cuộc rút quân thảm họa của Mỹ ở Afghanistan vào năm 2021. Điều đó đã khiến cho công chúng liên tưởng rằng John Bass sẽ là một người dọn dẹp mớ ngổn ngang của dự án Ukraine, hệt như là tại Afghanistan. Tuy nhiên, ông này chỉ là một người thay thế tạm thời. Thực tế là Tổng thống Joe Biden đã đề cử Chris Campbell cho vị trí này. Chris Campbell từng nắm giữ chức vụ trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2009 đến năm 2013. Điều này càng ám chỉ sự xoay trục của chính quyền Biden sang mục tiêu Trung Quốc và tránh xa sân khấu thảm khốc Ukraine. Lưu ý là nhiệm vụ chính mà bà Nuland tiến hành trong những năm gần đây chính là nhằm để cho nước Nga phải quỳ gối và hỗ trợ Kiev cho đến khi nước này có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình. Chuyên gia người Nga, ông Yuri Tarovsky nhận xét về việc ông Chris Campbell lên thay thế vị trí của Victoria Nuland như sau. Vị trí thứ hai trong bộ ngoại giao Mỹ không thuộc về kẻ thù ghét nước Nga nhất mà thuộc về kẻ thù hận lớn nhất đối với Trung Quốc. Đây là bằng chứng cho thấy châu Á đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Phía Nga tin rằng việc Thứ trưởng Ngoại giao Nuland từ chức là một dấu hiệu về việc nội bộ chính quyền Biden đã thừa nhận dự án Ukraine đi vào ngõ cụt. Như là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Zarakova đã từng nói, đây là một thất bại trong chính sách liên quan đến Nuland, bởi vì bà ấy là nhân vật đầu mối theo đuổi chính sách bài Nga. Toàn bộ câu chuyện này là gắn liền với Nuland. Trên chiến trường Ukraine, phương Tây đang chứng kiến Himas, Abram Patriots và nhiều thiết bị tối tân khác của NATO bị xóa sổ mỗi ngày. Thời gian không còn nhiều, vì vậy nhiều khả năng NATO đang xem xét tất cả các phương án khẩn cấp để cứu Ukraine vào giờ phút cuối cùng. Câu hỏi lúc này là giờ khắc cuối cùng đó khi nào sẽ diễn ra? Đánh giá mức độ khẩn cấp trong các tuyên bố gần đây của NATO có cảm giác như là nó sẽ diễn ra trong vài tháng nữa. Tình báo Anh đã thông báo với chính quyền Kiev rằng quân đội Nga đang tăng cường dự trữ tên lửa và máy bay không người lái cho một cuộc phản công lớn. Có thể nó sẽ bắt đầu vào tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Đòn tấn công chính sẽ nhắm vào Selidovo và Pokrov ở Donetsk, tạo bàn đạp cho một chiến dịch trong tương lai để cắt đứt mặt trận Ukraine. Trong khi đó, tướng Ba Lan Bosutlav Fasek cũng đã cho rằng Nga sẽ bắt đầu đột phá vào tháng 4 này. Vị tướng nói như sau, Theo tôi, bước ngoặt của tình hình có lợi cho Nga sẽ xảy ra vào cuối tháng 4 và tháng 5. Khi đó, điều kiện thời tiết sẽ thuận lợi cho công việc tấn công. Kết hợp với những tin đồn rằng Nga muốn mở một tuyến tấn công mới từ phía Bắc, thật dễ hiểu vì sao mà giới lãnh đạo NATO với đại diện là Tổng thống Pháp đang phải cuốn cuồng để đề ra các phương án dự phòng nhằm cứu lấy con gà để trứng vàng của họ. Nhưng mà ngay cả khi Nga tung ra một loạt các đợt tấn công mạnh mẽ vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, và thậm chí là khi phòng tuyến Ukraine có thể bắt đầu sụp đổ, thì chưa chắc là Điện Kremlin sẽ tấn công Odessa và Kiev. Điều mà Nga có thể đặt mục tiêu trước mắt là phải tiếp cận được sông Dnieper. Đây là con sông dài thứ tư châu Âu. Nó đã trở thành mặt trận then chốt kể từ cuối năm 2022. Người Nga đang tiêu diệt các lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine tại tả ngạn con sông này và đã tấn công liên tục bằng UAV, tên lửa và bom xuống hữu ngạn của lực lượng Ukraine đang chân giữ. Do đó, nhiều khả năng NATO sẽ mở một lối thoát cho quân đội Ukraine bằng cách bố trí lực lượng của mình tại Dnieper. Từ đó, cho phép lực lượng Ukraine có thể rút lui về phía sau dòng sông và vạch ra một giới tuyến trên sông theo kịch bản Triều Tiên trong thời gian tới. Ukraine gặp phải thảm họa, Nga phá hủy Abram trong vòng 24 giờ. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của chúng ta với nhiều tin tức thú vị trên chiến trường. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine gặp phải thảm họa, Nga phá hủy Abram Petrus, trong vòng 24 giờ. Chiến trường trong hai ngày cuối tuần qua không có nhiều diễn biến nổi bật. Theo kênh Raiba, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra trên các mặt trận. Theo hướng Kupians, Svatove, Liman và Sevesky, hai bên đều tiến hành các hoạt động UAV trinh sát lẫn nhau và đấu pháo. Gần Bakhmut, Nga đã giành được chỗ đứng ở Ivanove và xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương tại Bodanovka. Theo hướng Adipka, Ukraine đang điều quân tới đây để mở các cuộc phản công nhằm củng cố phòng tuyến Berdychi, Tonenko và Olovka. Nhưng họ khó có thể đánh bật được hoàn toàn lực lượng Nga ra khỏi ba ngôi làng này. Tại khu vực Danyas và Voleda, Nga nắm thế chủ động, tiến hành các hoạt động tấn công ở Giogievka và Novo Mikhailovka. Tại mặt trận phía nam Zaporozhi ở Robotine, Ukraine đang tăng cường phòng thủ và tiến hành phản công. Mặc dù vậy, Nga vẫn kiểm soát được phần trung tâm và phía đông của ngôi làng này. Sự kiện gây chú ý nhất trong vòng 24 giờ qua là việc Nga đã phá hủy chiếc Abram thứ tư ở gần làng Bedychi, nơi Ukraine đang nỗ lực kháng cự để quyết giữ được tuyến phòng thủ quan trọng. Đồng thời, Nga còn phá hủy hai bệ phóng Patriots ở vùng Pokopsky tại Danes bằng một đòn tấn công chuẩn xác từ tên lửa Iskander-M. Đoàn phim này đã ghi lại cảnh tên lửa đánh trúng đoàn xe chở tổ hợp Patriots cách Pokovsk 13 km về phía Tây. Tổ hợp phòng không này đã bị UAV phát hiện đang di chuyển tại khu vực cách tiền tuyến khoảng 50 km. Tên lửa Iskander của Nga đã lao vào giữa đội hình của đoàn xe, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Nhiều mảnh vỡ bốc cháy và văng ra xa. Sau đó, một vụ nổ thứ cấp do nhiên liệu của các quả đạn bị bắt lửa đã bùng nổ. Tờ Phố vào hôm 9 tháng 3 đã chính thức xác nhận thông tin về tổn thất của lực lượng phòng không cơ động Ukraine phải gánh chịu như sau. Một tổ hợp tên lửa đất đối đất siêu thanh Iskander của Nga đã nhắm mục tiêu và bắn trực tiếp vào đoàn xe Ukraine từ khoảng cách xa hàng trăm km. Hai trong số các bệ phóng Patriot rõ ràng đã phát nổ và gần như chắc chắn toàn bộ tổ đội đã bị thiệt mạng. Như vậy thì Forbes cũng xác nhận rằng hai bệ phóng Patriot đều đã phát nổ và gần như chắc chắn dẫn đến cái chết của các nhân viên vận hành giàu kinh nghiệm của phương Tây. Nhờ cuộc tấn công này, bầu trời trong khu vực Donbass dường như trở nên an toàn hơn nhiều đối với hàng không Nga. Và theo Forbes, thì lực lượng phòng không Ukraine chắc chắn đang phải quay cuồng trước thực tế này. Ukraine chỉ có 3 khẩu đội Patriots và có từ 4 đến 8 bệ phóng, cũng như là 4 bệ phóng dự phòng nữa. Ukraine phải đối mặt với thảm họa vì họ đã mất tới 13% số bệ phóng Patriots chỉ trong vòng một đòn đánh ngày hôm qua. Điều này sẽ làm suy yếu khả năng phòng không. Hơn nữa, Việc thay thế các hệ thống Patriot bị mất sẽ là rất khó khăn. Có thể sẽ cần tới vài tháng, nếu như không muốn nói là nhiều năm. Việc Patriot xuất hiện gần tiền tuyến cũng cho thấy một thực tế mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt, đó là bom FAP Để hạn chế được số lượng bom FAP thì Ukraine sẽ phải tìm ra cách tiêu diệt các tiêm kích thả bom, đồng nghĩa là các hệ thống như là Patriot sẽ buộc phải di chuyển tới gần tiền tuyến hơn. Và đó là nguyên nhân khiến cho chúng bị Nga phát hiện và phá hủy vào ngày hôm qua. Một lượng lớn bom FAP đang chút xuống Donbass cho thấy tiêm kích Nga đã tự do hoạt động trên bầu trời khu vực này. Diễn biến này hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của tư lệnh không quân Ukraina, tướng Nikolai Olegchuk. Ông này tuyên bố vào hôm 8 tháng 3 rằng sau những tổn thất đáng kể về máy bay tầm xa A-50 và tiêm kích Su-34, Su-35, Nga đã giảm đáng kể số lượng các cuộc không kích. Sau tuyên bố của vị tướng này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã hồi đáp bằng cách viết rằng họ không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy tỷ lệ tấn công bằng bom lượn của Nga đã suy giảm. Viện này cũng xác nhận máy bay Nga tiếp tục thực hiện số lượng tương đối lớn các chuyến bay ném bom vào khu vực Ukraine, bất chấp tuyên bố của Kiev rằng họ đã bắn hạ nhiều máy bay của Nga. Cũng cần phải lưu ý là chính tờ Forbes đã từng thừa nhận máy bay Nga đang thực hiện hàng trăm phi vụ trở lên và ném bom vào các vị trí của Ukraine từ khoảng cách gần 40 km. Rõ ràng, Lượng bom FAP tăng lên có nghĩa là có tiêm kích nga đã thực hiện nhiều phi vụ anh ta hơn. Một lần nữa, chính kênh truyền thông Mỹ là CNN hôm 10 tháng 3 cũng tiếp tục xác nhận thông tin mà Tư lệnh Không quân Ukraine đưa ra là không chính xác. Cũng theo phân tích của tờ New York Times, mặc dù Bộ chỉ huy Ukraine đã có nhiều thời gian để chuẩn bị phòng thủ bên ngoài Adipka, nhưng mà các hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy chiến hào được xây khá thô sơ, thừa thớt. Ukraine có rất ít thành trì quân sự ở Donbass có thể sánh ngang được với Adipka hoặc là Bakhmut. Điều đó có nghĩa là với mỗi bước tiến của Nga thì Ukraine sẽ phải rút lui về những vị trí thiếu chuẩn bị hơn, trong khi họ dễ bị tổn thương hơn trước uy lực của hung thần có tên là FAB-1500. Hung thần khiến quân đội Ukraine ám ảnh Bom FAB đã trở thành nỗi khiếp đảm đối với binh sĩ Ukraine. Phước vào hồi tháng 8 năm ngoái viết như sau. Đầu tháng 3, Máy bay chiến đấu của Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn dẫn đường chính xác ở Ukraine. Gần 6 tháng sau, những quả bom lượn UPAB-1500 và fap 500 có cánh đã gây ra nỗi khiếp sợ trong hàng ngũ của đối phương. Người lính Ukraine Oleksandr Solons viết rằng bom FAB là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng tôi. Người Nga sử dụng chúng một cách rộng rãi, tôi không thể nói về độ chính xác của chúng, nhưng vũ khí này rất mạnh. Ngày hôm qua, ngày 10 tháng 3, CNN một lần nữa phủ nhận tuyên bố của tướng Ukraine, viết rằng việc Nga bắt đầu sử dụng bom trên không FAP-1500 cực mạnh đã săn bằng các tuyến phòng thủ của Ukraine, dẫn đến tổn thất lớn và làm nghiêng cán cân trên chiến tuyến. Moscow đã đạt được điều này bằng cách biến một vũ khí cơ bản có từ thời Liên Xô thành bom lượn hiện đại có khả năng tạo ra một cái hố rộng đến 15 mét. Những quả bom này nặng 1,5 tấn và được phóng đi từ máy bay chiến đấu ở khoảng cách 60 đến 70 km vượt quá tầm với của nhiều hệ thống phòng không Ukraine. Như CNN từng lưu ý, các video gần đây từ khu vực chiến sự ở Donetsk cho thấy rằng sức mạnh khủng khiếp của những quả bom này khi mà chúng lao vào các tòa nhà, nhà máy điện, các tòa nhà cao tầng nơi mà quân đội Ukraine dùng làm công sự phòng thủ. Ngoài ra, những vũ khí này còn gây áp lực rất lớn lên tinh thần của đối phương. Một người lính thuộc lữ đoàn di động số 46 Ukraine đang chiến đấu ở Krasnogorovka đã nói về hung thần FAP như sau. Trước đây, chúng tôi chỉ chịu đựng hỏa lực từ pháo bình. Còn giờ đây, người Nga đang chiếm thành phố một cách quyết liệt hơn và đã bắt đầu sử dụng các loại khí tài của lực lượng không quân, đặc biệt là bom FAB-1500. Tại sao họ lại sử dụng FAB-1500? Bởi vì mức độ thiệt hại mà nó gây ra là rất nghiêm trọng. Nếu như sống sót thì bất kỳ ai cũng đều sẽ bị sốc đạn pháo. Điều này đã gây ra áp lực rất lớn lên tinh thần của binh sĩ. Không phải là chàng trai nào cũng có thể chịu đựng được điều này mặc dù họ đã ít nhiều quen với bom FAB-500. Nhưng với bom FAB-1500 thì là địa ngục. FAB-1500 không chỉ có sức công phá lớn mà nó còn có khả năng bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 5m. CNN kết luận như sau, giống như người Nga trước đây đã tiêu diệt các vị trí của Ukraine bằng pháo binh dày đặc. Giờ đây, họ đang sử dụng nguồn cung cấp dường như là vô tận của những quả bom tàn khốc này để khiến lực lượng Ukraine không có gì để phòng thủ và không có nơi nào để ẩn. Nga bắt bài NATO đẩy mạnh xây dựng tuyến đường Azov Biển Đen Cuộc gặp của Tổng thống Putin vào hôm 6 tháng 3 tại Moscow với các quan chức hàng đầu của các bộ kinh tế, lãnh đạo các vùng biển phía Nam và Azov đã hé lộ sáng kiến lớn trong chiến lược của điện Kremlin. Khi mà cuộc xung đột Ukraine bước vào giai đoạn mới, khu vực Azov, nơi từng được gọi với cái tên là Novorossiya là khu vực cấu thành nên các vùng đất phía nam nước Nga, gồm toàn bộ khu vực Biển Đen do Catherine Đại đế thành lập sau hàng loạt các cuộc chiến tranh với đế chế Ottoman. Cuộc gặp này của ông Putin đã thu hút được sự chú ý của phương Tây khi nó diễn ra trong bối cảnh chỉ 10 ngày trước đó thì tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố dự kiến được quân đội NATO vào Ukraina. Cuộc gặp này cũng diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện đáng chú ý khác. Thứ nhất là sự bết bát của Ukraine tại chiến trường. Thứ hai là nước Nga đang chuyển đổi sang nền kinh tế thời chiến. Thứ ba là sự đóng băng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Và cuối cùng là châu Âu khó có khả năng thay thế được Mỹ để viện trợ đầy đủ cho Ukraine. Thông điệp của cuộc gặp này là nhằm để Tổng thống Putin ngầm báo hiệu rằng lời cổ vũ kêu gọi đánh bại nước Nga hay không cho phép Nga giành chiến thắng của giới lãnh đạo phương Tây đã lỗi thời. Việc Nga chiếm được thành phố chiến lược Adipka và tiến quân nhanh chóng về phía Tây ngay sau đó, đặt các thành phố như là Pokov, Konstantinivka, Krasmatov vào tầm ngắm, cho thấy dấu hiệu Nga đang tiến tới thôn tính các mục tiêu này. Đối với giới lãnh đạo NATO lúc này, việc người Nga sẽ dừng chân ở đâu ngày càng khó dự đoán hơn. Lực lượng Nga đang tập trung đông đảo gần Kharkov và điều đáng lo ngại nhất là họ cũng nhắm tầm ngắm đến Odessa. Theo báo cáo của Trung tâm Belfer, trong vòng một tháng qua, người Nga đã giành thêm được 63 dặm vuông lãnh thổ, trong khi Ukraine chỉ chiếm lại được một dặm. New York Times hôm 7 tháng 3 đăng bài viết có tựa đề Sự thất vọng lẫn nhau nảy sinh trong liên minh Mỹ-Ukraine và kết thúc bài viết với lời nhận xét đầy u ám rằng một sự sụp đổ hàng loạt dọc theo mặt trận là một khả năng thực sự có trong năm nay. Trong khi đó, chủ đề Ukraine chỉ chiếm thời lượng khá khiêm tốn trong thông điệp liên bang của Tổng thống Biden hôm 7 tháng 3 ngoại trừ việc ông cảnh báo Tổng thống Putin rằng chúng tôi sẽ không bỏ đi, chúng tôi sẽ không cúi đầu. Tuyên bố này của Tổng thống Biden lại vô tình thừa nhận là người Nga đang làm chủ mặt trận Ukraine. Châu Âu thì đang lo sợ Mỹ sẽ rút khỏi cuộc chiến và chính tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Macron hôm 26 tháng 2 về việc điều động bộ binh NATO đã phản ánh sự hiếu chiến kèm với nỗi thất vọng của giới lãnh đạo EU khi mà Ukraine thảm bại trên chiến trường. Nỗi tuyệt vọng ấy càng cao trào khi mà Tổng thống Macron kêu gọi phương Tây đừng hèn nhát trong việc hỗ trợ Kiev chống lại Nga. Ông này còn đi xa hơn tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo đảng vào hôm 7 tháng 3 để kêu gọi cách tiếp cận không giới hạn chống lại Nga. Hôm 7 tháng 3, Tổng thống Macron cũng đã gặp Tổng thống Moldova Maia Sandu và cam kết rằng Pháp sẽ ủng hộ không ngừng nghỉ đối với quốc gia nhỏ bé này khi căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Moldova với phe ly khai ở tỉnh Transnistria. Cả hai nhà lãnh đạo Pháp và Moldova đã ký một thỏa thuận quốc phòng song phương cũng như lộ trình về kinh tế. Thời điểm ký kết thỏa thuận quốc phòng của Pháp với Moldova theo sau hiệp ước an ninh với Ukraine vào tháng trước, nó đã hé lộ phần nào toàn tính của Pháp và chính xác hơn là của NATO nhằm có được chỗ đứng trong khu vực quan trọng này. Cần phải lưu ý, Moldova nằm kẹp giữa Romania ở phía tây và Ukraine ở phía bắc và nó nằm rất gần với Odessa nơi đây được cho là cửa ngõ thách thức sự trỗi dậy của vùng đất lịch sử Novorossia của nga tính toán chiến lược của pháp khi ký thỏa thuận quốc phòng với Moldova về cơ bản đều nhằm mục đích mở rộng nato sang biển đen vì vậy những nhận xét gần đây của tổng thống macron về việc triển khai bộ binh nato đã cho thấy toan tính này của pháp cuộc ghi âm dò dỉ hé lộ cuộc thảo luận giữa hai tướng đức liên quan đến việc phá hủy cầu crimea cũng cho thấy rằng phe thiên tả ở Đức đóng vai trò rất lớn trong dự án Ukraine, bất chấp những mâu thuẫn trong quan hệ Pháp-Đức. Phản ứng trước các toan tính của phương Tây ở Moldova, Transnistria đã tìm kiếm sự bảo vệ từ Moscow và tất nhiên là Điện Kremlin đã phản ứng rất tích cực. Quay trở lại với cuộc họp vào hôm 6 tháng 3, đại diện Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh về việc phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ở các vùng lãnh thổ mới, trong đó có các kế hoạch hiện đại hóa tuyến đường Azov Biển Đen. Ông ấy nói rằng Chúng tôi có kế hoạch lớn để phát triển đường xá ở khu vực Azov Biển Đen. Tất nhiên, sự phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường mạng lưới giao thông sẽ là một yếu tố quan trọng trong chiến lược tấn công của Nga. Điện Kremlin đã không chờ đợi xung đột này kết thúc, mà ngay cả khi chiến tranh đang còn tiếp diễn, thì giới lãnh đạo Nga cũng đã thúc đẩy các vùng lãnh thổ mới hội nhập vào nền kinh tế Nga. Về mặt địa chính trị, khu vực Azov Biển Đen được cho là cửa ngõ quan trọng nhất của Nga để vươn ra thị trường thế giới cũng như đây là nơi hội tụ của tài nguyên khoáng sản và nền nông nghiệp khổng lồ đầy tiềm năng. Giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu như là tỷ phú George Soros, các ông chủ ở phố Wall cũng đều biết điều đó. Pháp, Đức, Anh cũng vậy. Họ đều hiểu đây là mỏ tài nguyên vô giá và nếu như Ukraine mất đi khu vực này thì coi như nền kinh tế Ukraine sẽ bị sụp đổ. Trước mắt, để biến khu vực Azov Biển Đen hòa nhập vào Nga, thách thức đối với Điện Kremlin nằm ở lĩnh vực chính trị và quân sự phương Tây liên tục tuyên bố rằng Nga không được phép giành chiến thắng. Trong bối cảnh truyền thông phương Tây liên tục đưa tin về việc quân đội NATO sẽ sớm có mặt tại Ukraine, có đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc là ông Dmitry Polyansky. Hôm 9 tháng 3, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an phải họp khẩn về Ukraine vào ngày 22 tháng 3 tới. Ông Polyansky cho biết rằng Nga sẽ vạch trần những âm mưu của phương Tây khi tuyên bố như sau. Các nhà lãnh đạo của họ ban đầu nói với chúng tôi rằng NATO nên mở rộng sang Ukraine vì Nga sẽ không bao giờ tấn công một quốc gia thành viên NATO. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi lại nghe họ nói rằng Nga không được phép giành chiến thắng ở Ukraine. Vì sau đó, Nga sẽ tiến xa hơn và tấn công NATO. Ông Polianski nhấn mạnh sự thiếu nhất quán trong tuyên bố của giới lãnh đạo phương Tây cho thấy rằng NATO muốn tạo ra một hình ảnh nước Nga như là một kẻ thù, một kẻ xâm lược, trong khi họ né tránh sự thật rằng Thực tế là NATO đã gây hấn với Nga ít nhất 10 năm trước với sự tham gia của nhóm tân phát xít Ukraine thông qua cuộc đảo chính Maidan 2014. Thêm nữa, việc Tổng thống Pháp Macron khơi dậy chủ đề gây tranh cãi về việc liệu NATO có nên đưa quân can thiệp vào Ukraine hay không đã bộc lộ quan điểm của hai trường phái tư tưởng khác nhau ở châu Âu. Quan điểm của Pháp cùng với các nước vùng Baltic và Ba Lan dường như là ủng hộ việc triển khai quân đội phi chiến đấu ở Ukraine. Tất nhiên, Ai cũng hiểu rằng Pháp và các nước vùng Baltic ủng hộ kịch bản này không chỉ vì họ quan tâm đến nhiệm vụ giả phá bom mìn và huấn luyện cho quân đội Kiev. Đúng hơn, mục đích của phe này là để bộ binh sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống trả Nga trong trường hợp xấu nhất khi mà tiền tuyến sụp đổ và Nga bắt đầu tiến về phía tây Ukraine. Các thành viên NATO này sau đó sẽ cố gắng vạch ra một ranh giới đỏ với Nga càng xa miền tây Ukraine càng tốt. Tất nhiên, các quốc gia còn lại trong NATO thì theo quan điểm lập trường của Đức đó là không đưa quân vào Ukraine trong bất kỳ một trường hợp nào, kể cả khi Ukraine thua thảm. Cách tiếp cận của Đức hoàn toàn khác với Pháp là ở chỗ, thay vì đối đầu trực diện với Nga thì nước này muốn đứng ngoài cuộc xung đột để tập trung xây dựng một liên minh phòng thủ ở châu Âu. Thay thế Mỹ kiềm chế Nga trong trường hợp Trump quay trở lại nắm quyền. Một phần chính trong kế hoạch này của Đức chính là thành lập liên minh quân sự giữa Đức, Hà Lan và Ba Lan. Quay trở lại với liên minh của Pháp, các nước vùng Baltic và Ba Lan chắc chắn sẽ không dám đưa quân can thiệp vào Ukraine nếu như không có sự tham gia chính thức của một cường quốc hạt nhân. Bởi vì họ lo sợ bị bỏ rơi trong kịch bản đụng độ trực tiếp với Nga tại Ukraine. Và Pháp, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu này. Tuy nhiên, Pháp và Đức thì đang có mâu thuẫn, mà Pháp vẫn chưa phải là một phần của Liên minh quân sự châu Âu. Vì vậy, Pháp đã tiến hành đàm phán riêng với Ba Lan và Hy Lạp thông qua thỏa thuận mới với Moldova, trong đó bao gồm cả dự án đường cao tốc Moldovan đang được xây dựng nhằm tạo ra một hành lang quân sự mới ở Balkan, mà từ đó Pháp có thể hạn chế tầm ảnh hưởng quân sự càng ngày càng tăng của Đức tại châu Âu. Ngoài ra, hành lang Hy Lạp-Ukraine cũng là một trong những tuyến đường hậu cần mới quan trọng nhất của NATO để duy trì cuộc chiến ủy nhiệm sau khi biên giới giữa Ukraine và Ba Lan bị tắc nghẽn do các cuộc phong tỏa của đông dân Ba Lan. Đó chính xác là những gì mà tổng thống Pháp Macron đang làm thông qua thỏa thuận an ninh với Moldova, giúp Pháp có quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn dưới hình thức một liên minh quân sự với Romania, Bulgaria và Hy Lạp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cử bộ binh NATO đến Ukraine. Mặc dù những toan tính của Đức và Pháp là khác nhau, nhưng nó đều thể hiện rõ chiến lược muốn kiềm chế Nga trong thời điểm mà phương Tây nhận thấy Ukraine khó có khả năng lật ngược được tình thế trong năm 2024 này. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Nguyên nhân khiến Ukraine thảm bại tại biên giới Nga Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể nói là lợi ít mà hại nhiều Liên tiếp có các tổn thất được ghi nhận ở khu vực biên giới Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích nguyên nhân của những thất bại đó Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết Nguyên nhân khiến cho Ukraine thảm bại tại biên giới Nga Hôm nay, mọi thông tin chiến trường đều tập trung vào nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine ở biên giới Nga. Dạng sáng nay, nhóm phiến quân do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine chỉ đạo đã nỗ lực tấn công vào vùng Belgorod và Kruz với sự tham gia của các đơn vị thiết giáp. Trước khi mở đợt tấn công thứ ba này, thì phiến quân Ukraine đã kêu gọi người dân địa phương khẩn trương sơ tán bằng cách thông báo cho họ là đã mở một hành lang nhân đạo và kêu gọi dân thường di chuyển ra ngoài khu vực từ 9 giờ tối hôm qua cho đến 7 giờ sáng nay. Các tay súng này nói thêm rằng họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào quân đội của Putin và cung cấp một bản đồ hiển thị một số khu vực định cư ở biên giới. Tuy nhiên, mọi hành động này đã bị phía Nga giám sát và tiêu diệt. Đoạn phim cho thấy Ukraine tổn thất khá lớn ở làng Spoda Yushino thuộc Begorov và đã phải cố gắng sơ tán những người bị thương. Phía Nga cũng công bố một cảnh quay về sự khốc liệt mà phiến quân Ukraine phải hứng chịu từ không quân và pháo binh Nga. Vào sáng nay, Ukraine cũng đã điều động trực thăng chở quân đổ bộ tấn công vào làng Kozinka ở gần sát cửa khẩu biên giới Gavron thuộc vùng Belgorod. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái FPV, tên lửa phóng loạt và pháo binh để yểm trợ các đơn vị này, nhưng mà họ vẫn phải chịu tổn thất và phải tìm đường rút lui. Tại khu vực Cruz, sau khi đã làm trò cười truyền thông với việc tuyên bố tấn công làng Tekino phiến quân Ukraine cuối cùng đã chuyển hướng sang tấn công làng Rizepka. Nhưng họ cũng nhanh chóng bị lực lượng biên phòng Nga đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video khác cho thấy UAV tấn công tiêu diệt các nhóm thiết giáp của Ukraine đang cố gắng đột phá qua biên giới Nga. Nga cũng đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Voska ở vùng Sumy của Ukraine, vốn được quân đoàn nổi loạn sử dụng để vượt biên tấn công vào vùng Begorov. Đồng thời, không quân Nga cũng bắt đầu tấn công thọc sâu vào làng Lugovka ở vùng Sumy. Đây là nơi mà Kiev tập trung quân lực trước khi thực hiện các đợt tấn công xuyên biên giới. Thất bại đấm máu này của Ukraine đã được UAV trinh sát Nga ghi lại, cho thấy có nhiều phiến quân Ukraine phải bỏ mạng khi còn chưa kịp đến được biên giới Nga. Và rất nhiều các thiết bị, xe bọc thép của phương Tây cũng phải chịu trùng số phận. Một cảnh quay khác cho thấy một chiếc xe bọc thép cũng đã bị phá hủy tại làng Popovka ở vùng Kharkov phía Nga đã chặn đứng tuyến đường tiếp tế thông qua vùng Sumy và Kharkov, khiến cho đối phương không thể gửi quân yểm trợ cho lực lượng đổ bộ từ trực thăng, đột nhập vào vùng Pekorov. Đồng thời, họ còn chặn đường sơ tán của những phiến quân bị thương. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tổn thất đấm máu cho lực lượng Ukraine. Kênh Arrivoenko đã ghi nhận hoạt động hàng không gia tăng ở các sân bay của khu vực Kharkov và Sumy, Ukraine trong vòng 24 giờ qua, những quân nhân bị thương nặng đang được liên tục chuyển về từ biên giới Nga và được đưa vào các bệnh viện lớn khác nhau ở hậu phương Ukraine tại vùng Dnipropetrov. Có thể nói rằng, khu vực krus và Begrov của Nga đã bị tấn công không ngừng nghỉ kể từ ngày 12 tháng 3. Các nhóm tấn công này đều nằm dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Tình báo Ukraine. Họ tuyên bố rằng đã kiểm soát được làng Lozosveya Rutka ở vùng Begrov, cũng như tuyên bố là đã tiến được hàng chục km qua lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào về sự hiện diện của các nhóm quân này ngay cả ở những ngôi làng sát biên giới, ngoại trừ vụ đổ bộ từ trực thăng vào làng cả Đánh giá qua những video thì có thể thấy rằng tổn thất của phe tấn công là rất lớn. Vì vậy, ngay cả khi Ukraine có chiếm được một ngôi làng nằm ngay sát biên giới Ukraine ở khoảng cách từ 5 đến 6 km như là làng Konzhinka, thì khả năng giữ được ngôi làng này cũng là rất thấp bởi vì hỏa lực của Nga. Thậm chí, việc rút lui cũng là rất khó khăn, khi mà mọi ngã đường tiếp viện từ Kharkov hoặc là Sumy đều đã bị Nga cắt đứt. Tình báo Ukraine lo sợ nội gián, Nga biết trước kế hoạch tấn công biên giới của Kiev. Phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrei Yusov đã lên tiếng về các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông này nói rằng các nhóm quân đoàn tình nguyện viên Nga, quân đoàn tự do Nga và tiểu đoàn Siberia đang tấn công trên lãnh thổ Nga hoạt động như là những đơn vị độc lập không giống như là các vụ đột kích vào năm ngoái khi chủ yếu sử dụng các thiết bị hạng nhẹ. Phiến quân Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga lần này, phần lớn được yểm trợ bởi UAV, xe bọc thép hạng nặng và pháo binh. Theo nhà báo nổi tiếng Ukraine Butusov, thì mọi nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga đều cần đòi hỏi một số lượng lớn nhân lực và vật lực. Đồng thời, ông này cũng nhấn mạnh rằng nỗ lực xâm chiếm lãnh thổ Nga chỉ mang lại hiệu ứng truyền thông. Nhưng, đó là một rủi ro phi lý khi người Nga đã học hỏi, thích nghi và chờ đợi các cuộc tấn công này để gây sát thương cho phía Ukraine. Chỉ tính riêng cuộc giao tranh tại làng Spoda Yushino ở vùng Begorov trong vòng 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có tới 195 phiến quân Ukraine cùng 5 xe tăng, 4 xe bọc thép, 3 xe giả phá bom mìn và 3 xe giả phá kỹ thuật của phương Tây bị phá hủy. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục nỗ lực tấn công vào các khu vực nằm ở biên giới Nga. Hơn nữa, Xét theo quy mô thì có vẻ như đây không chỉ là một chiến dịch PR thông thường. Có thể mục tiêu thực sự của Kiev khi xâm nhập vào lãnh thổ Nga là nhằm chiếm được một khu vực đông dân cư nào đó vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất của Điện Kremlin. Đó là cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra. Có điều, Ukraine vẫn chưa chiếm được một ngôi làng nào mà thậm chí trong 3 ngày qua họ tổn thất hàng trăm binh sĩ cùng hơn 20 trang thiết bị. Những cuộc tấn công như vậy được giới quan sát đánh giá là vô ích và lãng phí nhân lực. Điều đáng nói đó là nguồn tin nội bộ của Ukraine hé lộ rằng Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine Budanov đã báo cáo với Tổng thống Zelensky có kẻ nội gián nằm bên trong trụ sở tình báo. Nhờ có nguồn tin tình báo này mà người Nga đã biết được kế hoạch tấn công của Ukraine. Tất cả các tuyến đường di chuyển của những nhóm quân tấn công đều được người Nga nắm rõ. Và đó là lý do giải thích tại sao Ukraine lại bị tổn thất lớn về trang thiết bị và nhân sự đến như vậy. Điều này cũng là trùng khớp với các đoạn video mà phía Nga đã công bố, cho thấy UAV và bom FAB đã phá hủy cầu đường và nơi trú quân của Ukraine tại Kharkov và Sumy. Thêm nữa, nhà báo Ukraine Butusov cũng bình luận rằng các cuộc đột kích này đã không còn yếu tố bất ngờ nữa. Nó cho thấy tình báo Nga đã biết trước được các cuộc tấn công, mai phục chờ sẵn cho đến khi phiến quân Ukraine tràn sâu vào lãnh thổ Nga để tiêu diệt gọn. Hôm nay là ngày 15 tháng 3, người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu nhà lãnh đạo mới của mình và nó sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Trong thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu này thì nhiều khả năng Ukraine sẽ tiếp tục gia tăng cường độ giao tranh tại biên giới, bất chấp tổn thất. Và vẫn còn quá sớm để chúng ta phân tích được kết quả cuối cùng của chiến dịch mà Ukraine đang tiến hành trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng đây là cuộc tấn công lớn nhất trong toàn bộ lịch sử chiến tranh của Ukraine kể từ năm 1991 chính quyền kiev có thể muốn khuấy động tâm lý của dân chúng nga nhằm gây bất lợi cho tổng thống putin mặc dù họ thừa hiểu rằng điều này sẽ khiến cho họ càng mất thêm các nhóm quân tình nhuệ vốn đã ít ỏi cũng như những thiết bị vũ khí phương tây càng ngày càng trở nên khan hiếm thất bại trên lãnh thổ nga cùng với tình hình chiến tuyến bi đát buộc tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraine là tướng Sinsky một lần nữa phải thân trinh ra mặt trận để thị sát trước tình hình nguy cấp tại mặt trận robotine và vebove và để vực dậy tinh thần binh sĩ càng ngày càng suy giảm. Tướng Selsky tuyên bố bắt đầu luân chuyển quân theo hướng Zaporizh. Ông viết rằng, mặc dù tình hình khá khó khăn trên toàn chiến tuyến, chúng ta đã khởi động được quá trình luân chuyển, thay thế các đơn vị đã làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiền tuyến lâu nay và điều này sẽ giúp ổn định tình hình và có tác động tích cực đến tâm lý binh sĩ của chúng ta. Việc luân chuyển binh sĩ là một trong những lời hứa của Tổng tư lệnh Selsky trước ngày nhậm chức. Tuy nhiên, một binh sĩ Ukraine có tài khoản Facebook là Yevgeny Zarovarov đã chỉ trích bộ tham mưu Ukraine đang đưa binh sĩ vào con đường chết. Theo binh sĩ này, các sĩ quan chỉ huy đã đưa họ tới những vị trí không được chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ, dẫn đến thương vong cao và các sĩ quan chỉ huy bất tài khiến cho binh sĩ phải trả giá. Đặc biệt, ông ấy đề cập đến cuộc giao tranh ở tuyến phòng thủ mới của làng Bedichi phía tây Adipka, nơi mà Nga liên tiếp phá hủy những chiếc Abram của Mỹ. Các sĩ quan chỉ huy cũng không trực tiếp đến các công sự mà binh lính được cử đến và để mặc cho binh sĩ làm mồi cho UAV và trình sát Nga. Binh sĩ Sarovarov đã viết như sau. Đây có lẽ là lý do tại sao những người này đã lái ba chiếc Abram đến gần các vị trí nằm trong tầm ngắm và đương nhiên chúng sẽ bị đốt cháy. Và nếu như Abram vẫn gây được tiếng vang nào đó trong công chúng, thì hai chục linh hồn ngồi trong những chiếc xe tăng này lại chẳng có ai quan tâm. Rõ ràng, tâm trạng của binh sĩ Ukraine đang xuống mức thấp nhất trong cuộc chiến. Ở bên ngoài cách chiến tuyến hàng ngàn dặm, thì giới lãnh đạo phương Tây cũng đang cảm nhận rõ ràng điều này, đặc biệt đó là Tổng thống Macron. Pháp cùng quân, không còn quân bài nào để chống lại Nga. Trong những ngày này, Tổng thống Pháp Macron bỗng nổi lên như là một nhân vật hiếu chiến của phương Tây. Tuy nhiên, việc mổ xẻ phân tích các tuyên bố gần đây của Tổng thống Macron càng ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Bởi vì có lúc thì ông ấy tuyên bố tình thế chiến trường Ukraine buộc NATO không loại trừ kịch bản đưa quân tới Ukraine. Nhưng cũng có lúc ông lại phủ nhận điều đó. Rồi, cũng có lúc ông lại tuyên bố là Pháp sẽ đưa quân tới Ukraine nếu như Nga tấn công Kiev hoặc Odessa. Ngay sau tuyên bố của ông, ngày hôm qua, truyền thông Pháp bỗng rộ lên tin đồn chính phủ nước này đã điều động trung đoàn số 2 tới Odessa. Tuy nhiên, phía Ukraine xác nhận đây chỉ là thông tin giả mạo. Bất cứ ai quan tâm đến cuộc chiến Nga-Ukraine cũng đều phải ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của Tổng thống Macron. Ngay cả tờ Le Monde của Pháp vào ngày hôm qua 14 tháng 3 cũng phải nhận định Emmanuel Macron biến thái từ bồ câu thành diều hầu. Rằng Tổng thống Pháp đã chuyển từ việc không muốn làm bẽ mặt Nga sang đề nghị gửi quân tới Ukraine để chống lại Nga. Vậy thì sau 2 năm xung đột, điều gì đã khiến cho ông Macron thay đổi chóng mặt đến như vậy? Có thể nói rằng những ngày tháng hưng thịnh của tổng thống Macron trong lĩnh vực ngoại giao quốc tế đã kết thúc với sự tan rã gần đây của trục Pháp-Đức. Đức đã chuyển sang gắn kết với Mỹ thay vì Pháp, khiến cho tầm ảnh hưởng của Pháp suy giảm dần trong các vấn đề châu Âu. Việc tổng thống Pháp Macron tới Berlin vào ngày 13 tháng 6 để gặp thủ tướng Olaf Scholz cho thấy rằng Pháp đang muốn hòa giải với Đức. Trước đó thì nhà lãnh đạo Đức không chỉ làm mất mặt Tổng thống Macron bằng cách tuyên bố loại trừ kế hoạch đưa bộ binh NATO tới Ukraine, mà ông ấy còn từ chối chuyển giao tên lửa tầm Sartorius và vô tình tiết lộ rằng quân đội Pháp đã có mặt ở Ukraine. Có khá nhiều người ngạc nhiên vì sao Tổng thống Pháp lại muốn thúc đẩy một liên minh bộ binh châu Âu để ngăn chặn đà chiến thắng của người Nga. Nhưng điều này thực ra cũng không gây ngạc nhiên lắm. Còn nhớ là vào năm 2019, khi trả lời phỏng vấn tờ Economist, Tổng thống Macron đã thẳng thắn tuyên bố rằng những gì chúng ta đang trải qua là sự chết não của NATO. Hàm ý là ông này cảnh báo các nước châu Âu không nên hoàn toàn ỉ vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Ông ấy nói rằng châu Âu đang đứng trên bờ vực thẳm và cần phải bắt đầu tự coi mình là một thế lực địa chính trị độc lập. Nếu không, EU sẽ không còn có thể kiểm soát được vận mệnh của mình nữa. Tuyên bố mang tính dự đoán của Tổng thống Macron được đưa ra 3 năm trước khi Nga tấn công Ukraine nó cũng cho thấy nỗi sợ về viễn cảnh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng trở nên suy yếu và nhỏ bé trước cả đồng minh lẫn đối thủ. Tổng thống Macron còn muốn thể hiện tham vọng cá nhân là muốn dẫn điểm trước Berlin. Cần phải lưu ý là trước đây Emmanuel Macron vẫn luôn được coi là tổng thống bồ câu, là người ủng hộ đối thoại với Nga và là một trong số ít những nhà lãnh đạo châu Âu vẫn duy trì được liên lạc với tổng thống Putin khi có cuộc chiến nổ ra vào tháng 2 2022. Thậm chí, Ông ấy còn phớt lờ cuộc điện thoại chúc mừng của Tổng thống Biden nhân ngày ông tái đắc cử Tổng thống Pháp hồi tháng 4 năm 2022. Còn nhớ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra được vài tháng, thì ông Macron đã bày tỏ quan điểm phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào ngành năng lượng Nga và đưa ra cảnh báo rằng lệnh cấm vận đối với khí đốt tự nhiên của Nga sẽ khiến mùa đông ở châu Âu vô cùng khó khăn. Thậm chí, Macron vào lúc đó còn kêu gọi tránh làm bẽ mặt Moscow và mong muốn làm cầu nối hòa giải giữa Nga và Ukraine. Đến mức, giới lãnh đạo Ukraine phải nổi giận nói rằng Tổng thống Pháp đang phục vụ cho lợi ích của Nga. Vậy mà giờ đây, ông Macron lại chuyển sang một thái cực hoàn toàn khác, nỗ lực đưa cuộc khủng hoảng Ukraine lên một tầm cao mới, tuyên bố ủng hộ triển khai bộ binh phương Tây tới Ukraine để chống lại Nga. Sự mâu thuẫn kinh khủng này của ông Macron có thể bắt nguồn từ diễn biến đầy bất lợi trên chiến trường và viễn cảnh phương Tây sẽ phải nghe theo các điều kiện của Nga trong quá trình đàm phán. Nói cách khác, quyền lực ở châu Âu đang thay đổi đáng kể và tất nhiên nó sẽ tác động đến tham vọng của Tổng thống Macron muốn đưa nước Pháp trở thành một quốc gia dẫn đầu lục địa này. Trong khi đó, quan hệ Nga-Pháp cũng đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, thậm chí là đối đầu trong một số lĩnh vực. Vào hồi tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejones đã nói rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ dẫn đến 30% xuất khẩu lúa mì của thế giới bị Moscow kiểm soát. Đối với Pháp thì ngành nông nghiệp cũng là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng của nước này. Trong khi các quốc gia châu Phi đang thay đổi cơ cấu nhập khẩu ngũ cốc bởi vì các quy định chống biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu, đã có nhiều quốc gia châu Phi và châu Á quay sang nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Nga. Thêm nữa, người Nga cũng đã đạt được những bước tiến lớn trong hoạt động xuất khẩu vũ khí sang châu Phi và trở thành đối tác của hơn 43 quốc gia tại châu lục này. Về mặt chính trị quân sự, cũng như vậy, Pháp đã để mất vị thế vào tay người Nga ở khu vực Sahel giàu tài nguyên. Và nhóm chiến binh Wagner của Nga cũng đang lấp đầy những khoảng trống an ninh ở khu vực Sahel với tư cách là lực lượng chống lại Pháp. Thêm nữa, một loạt các nhà lãnh đạo đã lên nắm quyền ở một số quốc gia như là Mali, Niger, Burkina Faso và Chad đều có quan điểm nghiêng về phía Nga. Rõ ràng là người Nga đang giành được khu vực địa chính trị quan trọng từ tay người Pháp tại châu Phi. Do đó, Pháp muốn trả đũa tại những khu vực nhạy cảm với lợi ích của Nga như là Armenia, Moldova và Ukraine. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Ukraine là địa bàn chiến lược nhất mà Tổng thống Pháp hy vọng có thể có được sự hiện diện lớn hơn của quân đội Pháp. Thông qua đó, Macron hy vọng mình có thể đạt được tham vọng cá nhân trở thành người đứng đầu châu Âu, với tư cách là tham mưu chính cho các chính sách đối ngoại của EU. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thoái lui dần khỏi châu Âu và xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với đó, châu Âu cũng cảm nhận rõ là nền kinh tế Nga đã trụ vững được trước hàng chục nghìn lệnh trừng phạt và thông qua cuộc chiến Ukraine, ngành xuất khẩu quốc phòng của Nga đã vượt mặt NATO. Theo ước tính của NATO, trong khi Mỹ và châu Âu có khả năng sản xuất tổng cộng 1,2 triệu quả đạn pháo mỗi năm thì sản lượng của Nga hiện tại đã lên tới 3 triệu quả đạn. Và tất cả những dữ kiện này đã thúc đẩy tổng thống Macron trong nhiệm kỳ cuối của mình phải đưa Pháp lấy lại được hào quang như là một cường quốc toàn cầu vào thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, tham vọng đó có vẻ là quá sức đối với ông ta. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Nga thắng, Pháp đã thua ở Odessa. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử Nga sắp kết thúc và tin thắng trận từ biên giới Ukraine tiếp tục dồn về. Trong khi đó, các nước phương Tây càng ngày càng lộ rõ kế hoạch sâu xé Ukraine trong trường hợp nước này thua trận. Và chúng ta sẽ cùng phân tích nói trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tổng thống Putin thề Ukraine sẽ phải trả giá. Hôm nay là ngày bầu cử Tổng thống ở Nga và chúng ta có thể tiên đoán trước về người sẽ giành chiến thắng. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào hôm thứ Hai, 18 tháng 3 và tân Tổng thống sẽ nhậm chức vào ngày 7 tháng 5. Tuy nhiên, Ukraine quyết không để cho cuộc bầu cử này diễn ra suôn sẻ. Bất chấp tổn thất lớn, Ukraine đã phát động nhiều cuộc tấn công trên bộ và pháo kích xuyên biên giới trong 48 giờ qua nhằm phá hỏng cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Nếu Ukraine tiếp tục tấn công ngày thứ tư liên tiếp, nhưng Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua tuyên bố đã đẩy lùi âm mưu xâm nhập lớn mới nhất vào khu vực Begorod. Theo kênh Rv RVVNK, cường độ giao tranh ở biên giới đã giảm đi rõ rệt. Các cuộc tấn công vào vùng Kursk đã suy yếu và chủ yếu tập trung ở vùng Begorod. Cảnh quay này cho thấy một nỗ lực của phiến quân Ukraine nhằm đột nhập vào làng Tekino ở vùng Kursk, một toán lính khác đã ẩn náu ở làng lân cận Ryzevka nhưng đã bị pháo binh Nga tiêu diệt. Các cuộc đụng độ cũng diễn ra theo hướng cửa khẩu biên giới Grey Voron và tại làng Spodo Rusino thuộc vùng Begorod. Phía Ukraine đã cố gắng tổ chức các cuộc tấn công nhỏ, nhưng đã bị chặn lại và phải rút lui với nhiều tổn thất. Không chỉ có vậy, lực lượng hàng không Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng bom FAP tại những nơi tập trung quân và thiết bị của địch ở khu vực hậu phương Sumi và Kharkov. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua 15 tháng 3 cho biết, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3, phía Nga đã tiêu diệt hơn 550 phiến quân và khiến khoảng 1.000 kẻ thù bị thương, phá hủy 16 xe tăng, 19 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Hoa Kỳ. Hãng tin RT tóm tắt tuyên bố của quân đội Nga như sau. Các nhóm phiến quân đó đã bị pháo binh và hàng không quân sự Nga nhắm tới. Lãnh thổ mà lực lượng Ukraine có thể tiếp cận là làng Konzinka đã bị gài mìn Phiến quân Ukraine sau đó buộc phải rời khỏi ngôi làng này. Những người sống sót thì bị xa vào bãi mìn mới và đã thiệt mạng. Mọi nỗ lực sơ tán đều bị chặn lại bởi hòa lực pháo binh và tên lửa của Nga. Phía Nga còn công bố thêm các video và hình ảnh chứng minh những nỗ lực xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine đã thất bại. UAV Lancet đã tiêu diệt phần lớn nhóm phiến quân Ukraine ở vùng Begorod trên đường đang tháo chạy. Nhưng dù chịu tổn thất như vậy thì chính quyền Kiev vẫn ra lệnh cho các nhóm vũ trang tiếp tục chiến đấu. Nguồn tin nội bộ Ukraine hôm qua cho biết, Giám đốc tình báo quốc phòng Budanov đã đề nghị Tổng thống Zelensky ngừng các cuộc tấn công do tổn thất lớn về thiết bị. Nhưng mà nhà lãnh đạo Ukraine vẫn nhất quyết tiếp tục yêu cầu hành động với mục tiêu là gây hỗn loạn cho cuộc bầu cử Nga và phá vỡ làn sóng chiến thắng của ông Putin. Ngày hôm qua 15 tháng 3, Tổng thống Putin đã đề cập đến chuỗi các cuộc tấn công xuyên biên giới, mô tả có 4 cuộc tấn công vào khu vực Belgorod và một cuộc tấn công vào khu vực Kursk với số lượng khoảng 2.500 lính Ukraine, nhưng họ đã không đạt được bất kỳ một thành công nào và sau đó phải bỏ chạy với tổn thất rất lớn. Reuters dẫn lời của ông Putin cho biết thêm rằng, phiến quân Ukraine đã sử dụng 35 xe tăng, 40 xe bọc thép để tấn công và ông ước tính khoảng 60% lực lượng phiến quân đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn đánh chặn được khoảng 95% tên lửa và đạn pháo của đối phương. Tổng thống Nga nhấn mạnh Chính quyền Kiev dùng các cuộc tấn công xuyên biên giới này để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa tới người dân ở khu vực biên giới. Đồng thời, Kiev đang phải đánh lạc hướng mọi sự chú ý của dân chúng trong nước khỏi tình hình trên chiến trường. Có điều, chính các cuộc tấn công của Ukraine bằng máy bay không người lái và pháo kích vào thành phố Begorod ngày hôm qua lại dẫn đến thương vong cho dân thường Nga. Ông Putin đã nói về cái chết của thường dân trong ngày bầu cử. Tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi, người dân Nga, sẽ đáp trả lại điều này bằng sự đoàn kết thậm chí còn lớn hơn nữa. Cũng trong ngày hôm qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Odessa. New York Times mô tả rằng, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Odessa đã giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương 73 người khác. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc không kích vào thành phố cảng miền nam Ukraine. Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết, đầu tiên, một tên lửa đã bắn trúng một số ngôi nhà vào cuối buổi sáng, khiến cho lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tới hiện trường. Một tên lửa thứ hai sau đó đã rơi xuống cùng một địa điểm, khiến cho nhiều người thiệt mạng, trong đó có ít nhất một nhân viên y tế và một nhân viên cứu hộ. Nhưng, truyền thông phương Tây đã hoàn toàn phớt lờ mục tiêu thực sự của tên lửa Nga nhằm vào Odessa, chính là nhằm vào nơi lực lượng an ninh Ukraine đang tụ tập. Vụ tấn công này đã giết chết ba nhân vật nổi tiếng của Odessa, bao gồm Alexander Gostyshev, cựu giám đốc cảnh sát quốc gia ở Odessa, chỉ huy trung đoàn tấn công sóng thần chiến đấu ở Bắc Mút. Sergei Teuskin là cựu phó thị trưởng Odessa, người đã tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine vào năm ngoái. Dmitry Abramenko là phó cảnh sát trưởng của Odessa. Ngoài ra, càng ngày có thể sẽ càng có nhiều cái tên xuất hiện trong danh sách các nạn nhân của vụ tấn công này. Cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào Odessa là vụ tấn công lớn nhất kể từ đầu năm nếu xét đến số lượng nạn nhân. Có khoảng 20 người đã thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương và tổng thống zelensky nói rằng việc tìm kiếm người dưới đống đổ nát vẫn đang tiếp tục có vẻ như là người nga đã thực hiện hành động này để đáp trả tuyên bố của tổng thống pháp emmanuel macron khi ông này vừa mới đây đã tuyên bố rằng nếu lực lượng nga vượt qua danh giới chiến tuyến tiến về phía odessa hoặc kiev thì pháp sẽ không ngồi yên và sẽ điều quân tới ukraine pháp đã thua ở odessa thua đau trước người nga trong chiến lược địa chính trị ở châu phi tổng thống pháp macron dường như càng ngày càng tuyên bố điên cuồng hơn. Ông ấy đã cảnh báo rằng uy tín của châu Âu sẽ bị hủy hoại nếu như Nga được phép giành chiến thắng ở Ukraine. Ông còn nói thêm, cuộc chiến ở Ukraine có ý nghĩa sống còn đối với châu Âu của chúng ta và đối với nước Pháp. Bạn có nghĩ rằng người Ba Lan, người Litva, người Estonia, người Hy Lạp và người Bulgari có thể yên bình trong một giây trong trường hợp Nga chiến thắng ở Ukraine hay không? Nếu như Nga thắng cuộc chiến này, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống mức không? Có điều là ông Macron không nhận ra rằng châu Âu chẳng còn bất kỳ một sự tín nhiệm nào để có thể đánh mất. Vào năm 2022, chính cựu Thủ tướng Đức đã thừa nhận thỏa thuận Minsk thực chất đã mang lại thời gian quý báu cho Ukraine. Nói trắng ra, thỏa thuận hòa bình với Nga chỉ là để câu giờ giúp Kiev kịp tái vũ trang và họ sẽ tiếp tục chống lại Nga sau này. Sự bất tín nhiệm của châu Âu còn thể hiện ở con số khoảng hơn một nửa quốc gia trên thế giới không hùa theo phương Tây, trừng phạt Nga. Họ biết rất rõ rằng cuộc đảo chính tại quảng trường Maida năm 2014 ở Kiev đã gây ra tình trạng hỗn loạn sau này. Rõ ràng rằng Pháp đã thất bại với tư cách là người bảo đảm cho các thỏa thuận Minsk. Việc Tổng thống Pháp Macron nỗ lực giành lại đất đai mà Ukraine đánh mất cách đây một thập kỷ cũng là điều vô nghĩa. Newsweek vào hôm 14 tháng 3 dẫn lời Tổng thống Pháp nói như sau Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine đánh bại Nga bởi vì tôi sẽ nói rất đơn giản không thể có hòa bình lâu dài nếu không có chủ quyền, nếu không có sự quay trở lại của các cột mốc biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm cả Crimea. Một điều thú vị đó là Tổng thống Pháp không cho biết ông ấy sẽ làm cách nào để giúp cho Ukraine đạt được điều đó. Hiện tại, mặt trận đang dặn nứt ở khắp mọi nơi, và Ukraine sắp cạn kiệt nguồn nhân lực có kinh nghiệm. Liệu rằng Pháp có thể gửi quân tới Ukraine hay không, và ngay cả khi điều đó được thực hiện, thì liệu nó có ích gì hay không? bởi vì chính quân đội Pháp cũng không đủ thực lực để thực hiện một cuộc chiến trực tiếp với quân đội Nga. Riêng khâu hậu cần thôi thì Pháp đã rất dễ bị Nga tấn công rồi. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 14 tháng 3 cho biết họ đã tiêu diệt gần 6.000 binh lính đánh thuê nước ngoài, trong đó có tới 491 lính Mỹ đã thiệt mạng. Số lính đánh thuê của Anh thiệt mạng là 360, Canada là 422. Trong khi đó, Pháp mất 147 chiến binh trong tổng số 356 người tham gia cuộc chiến ở Ukraine và Ba Lan là quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất với 1.497 chiến binh đã tử vong. Trong năm đầu tiên của cuộc chiến của Ukraine, giới lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là Thủ tướng Anh Liz Truss đã công khai khuyến khích người Anh hãy tình nguyện tới Ukraine chiến đấu. Nhưng mà khi cuộc chiến trở nên đẫm máu hơn thì giới lãnh đạo phương Tây dường như đã ngừng khuyến khích công dân của họ tới Ukraine. Kể từ đó, Nga thường xuyên tuyên bố là họ đã giết hoặc bắt làm tù binh các công dân Mỹ hoặc Anh. Nhìn chung, mọi toan tính của phe Diều Hâu diễn ra không tốt đẹp khi gia đình của một trong số những chiến binh đánh thuê người Anh đã đổ lỗi trực tiếp cho bà cựu thủ tướng Truss. Một thanh niên người Anh tên là Harry Gates, 23 tuổi, đã tự kết liễu đời mình khi tham gia chiến đấu ở Ukraine. Anh này đã đến Ukraine sau khi cựu thủ tướng Liz Truss tuyên bố bất kỳ ai làm như vậy là đang tham gia vào một cuộc chiến vì dân chủ. Người ta tìm thấy anh ta đã treo cổ sau khi từ chiến trường trở về nhà, một ngày sau sinh nhật thứ 25 phát biểu sau cuộc thẩm vấn tại tòa án Northford Coroner vào tuần trước. Gia đình Anh này cho biết quyết định đến Ukraine của Great được đưa ra sau khi cựu thủ tướng tuyên bố hoàn toàn ủng hộ bất kỳ người Anh nào muốn đến chiến đấu chống lại người Nga với lập luận rằng họ sẽ tham gia một cuộc chiến vì dân chủ. Tất nhiên, dân chúng Pháp thời điểm này cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến hỗn độn này. Cuộc thăm dò của Odessa cho thấy rằng 68% người Pháp được hỏi cho biết nhận xét của Tổng thống Macron về việc đưa quân đội phương Tây đến Ukraine là sai. Cần phải lưu ý rằng, đảng phục hưng của Tổng thống Macron đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Quốc hội châu Âu vào tháng 6 tới và có thể sẽ thua trước đảng tập hợp quốc gia của đối thủ cánh hữu là Marie Le Pen. Lãnh đạo đảng phục hưng Sivai Milat đã lấy vấn đề hỗ trợ cho Ukraine làm mục tiêu tranh cử, đồng thời cáo buộc đảng của bà Le Pen là băng đảng của Putin ở Pháp phục vụ cho lợi ích của nước Nga hơn là lợi ích của Pháp. Do đó, những tuyên bố hiếu chiến của Tổng thống Macron nhằm vào Nga một phần cũng được cho là chiêu trò vận động tranh cử cho đảng của ông. Rõ ràng rằng Tổng thống Pháp không phải muốn giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, mà chỉ là ông ấy đang muốn gấp rút thực hiện những toàn tính chính trị trước khi nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc. Ukraine đối mặt với kịch bản phân chia lãnh thổ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zarakova cảnh báo về sự chia cắt sắp xảy ra của Ukraine. Theo bà này, tất cả những tuyên bố mà Tổng thống Macron và các chính trị gia NATO khác đưa ra về khả năng đưa lực lượng vào lãnh thổ Ukraine đều liên quan đến sự phân chia những gì mà họ coi là tàn tích của Ukraine. Họ sẵn sàng chiếm đóng và chia cắt Ukraine. Còn nhớ vào hôm 5 tháng 3, thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev đã gợi ý qua một bản đồ, trong đó ông nói rằng tất cả các đối thủ của chúng ta cần phải hiểu một lần và mãi mãi một thực tế đơn giản các lãnh thổ cờ cả hai bờ sông Dnipro là một phần không thể thiếu trong biên giới chiến lược và lịch sử của nước nga bản đồ mô tả một kịch bản trong đó phía tây ukraine sẽ bị ba làn thôn tính còn nga sẽ kiểm soát một loạt các thành phố ở phía đông phía nam và toàn bộ bờ biển đen liệu phần đất còn lại có bị những quốc gia như là nato đức hay là hungary romania chiếm đóng hay không đặc biệt là khi các quốc gia láng giềng của Ukraine đã thành lập một liên minh sẵn sàng can thiệp với lý do bảo vệ biên giới chiến lược của họ. Tổng thống Romania Klaus Iohannis hé lộ rằng, mặc dù quân đội NATO không thể can thiệp vào Ukraine vì nước này không phải là một đồng minh của khối, nhưng mà mỗi thành viên NATO lại có thể tự mình làm điều đó theo các thỏa thuận hợp tác quân sự song phương. Quay trở lại với câu chuyện của Pháp, Pháp có thể đang chơi trò chơi quyền lực tại Ukraine nhằm ngăn Đức quá thân cận với Mỹ. Đặc biệt là với viễn cảnh chính quyền Biden nhiều khả năng sẽ trao quyền cho Berlin để kiềm chế Nga ở châu Âu một khi Trump quay trở lại Nhà Trắng và muốn Mỹ tập trung vào Trung Quốc. Cần phải lưu ý là vào năm 2023, Tổng thống Macron cũng từng kêu gọi quyền tự chủ chiến lược châu Âu, tức là muốn châu Âu hành động độc lập hơn so với Mỹ. Ông tuyên bố rằng trở thành một đồng minh không có nghĩa là trở thành một trừ hầu hoặc không có nghĩa là không còn quyền suy nghĩ cho chính mình. Riêng đối với vấn đề liên quan đến lãnh thổ Ukraine thì vào tháng 5 năm 2022, Tổng thống Zelensky từng phát biểu rằng chúng tôi muốn đưa ra một mô hình tái thiết đặc biệt có ý nghĩa lịch sử. Mỗi quốc gia đối tác, thành phố đối tác hoặc là công ty đối tác sẽ có cơ hội nhận quyền bảo trợ đối với một khu vực, thành phố, cộng đồng hoặc một ngành cụ thể của Ukraine. Anh, Ba Lan, Liên minh châu Âu và các chủ thể quốc tế hàng đầu khác đã chọn một hướng đi cụ thể để hỗ trợ tái thiết. Do đó, nhiều khả năng là phương Tây đang muốn bảo vệ các khu vực, thành phố, cộng đồng và các ngành công nghiệp mà Ukraine hứa sẽ nhượng lại để ngăn chặn Nga nắm quyền kiểm soát chúng trong tương lai. Và vì những lý do này mà phát ngôn viên của Ngoại giao Nga, Zarakova, có thể đã đúng khi đánh giá rằng các kế hoạch chia cắt Ukraine đang được thực hiện tùy thuộc vào tình huống chính trị của mỗi nước thành viên NATO, chẳng hạn như là Pháp hay là Ba Lan, mà chúng tôi đã từng phân tích trong các video gần đây. Và dù có bất kỳ một tình huống nào xảy ra thì có một điều chắc chắn, đó là chính quyền Kiev thà chấp nhận mời các thành viên NATO tiến vào chia năm xẻ bảy lãnh thổ quốc gia của họ, còn hơn là chịu thất bại trước người Nga, vốn cùng chung nguồn cội dân tộc Slavo của họ. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.